Vâng, xin kính chào các quý vị đồng nghiệp ạ. Thì buổi chiều ngày hôm nay em xin phép được trình bày và trao đổi với anh chị về cái bài về điều trị đột quỵ chảy máu não cấp. Thì bài này thì là một cái bài tương đối rộng, tương đối là tổng quan và rất nhiều thông tin với nhiều các cái đầu mục khác nhau. Hy vọng là với những cái bài trình bày này sẽ cố gắng sẽ nốt lại những cái điểm cần chú ý qua mỗi mục cho anh chị và cuối cùng sẽ có cái phần tổng kết để anh chị có cái nhìn tổng quan hơn. Nói chung là bài tổng quan thì lúc nào cũng thế, cái số lượng kiến thức nó rất là nhiều. Và mỗi phần thì cố gắng là sẽ nói một cái tổng quan chung nhất. Thì trong đó thì những cái phần mà anh chị cần thắc mắc hoặc là cần trao đổi thêm thì xin mời anh chị sẽ chat vào phần cung chat thì mình sẽ trao đổi nhau sâu hơn, vì những cái phần thời lượng nó có hạn và cái số lượng kiến thức nó dàn trải. Do vậy thì mong anh chị sẽ nốt lại những cái kiến thức gì mà mình cần trao đổi kỹ thêm trong ngày hôm nay và phần cung chat. Thì mở đầu cái bài trình bày ngày hôm nay thì nhắc lại qua về giải phẫu ấy, về phân loại chảy máu não chúng ta cùng có hai loại. Một thường liên quan đến đột quỵ não và thứ hai liên quan chấn thương sọ não. Chấn thương sọ não đây chúng ta thấy cái vùng tổn thương như là chảy máu, tụ máu ngoài màng cứng, tụ máu dưới màng cứng hay là cái đụng dập não. Còn đột quỵ não cho bài ngày nay chính cho ta chủ chính ấy, thì thường sẽ liên quan đến chảy máu não trong nhu mô và chảy máu não dưới nhện. Chảy máu não nhu mô đây chúng ta có thể là chảy máu não những vùng tùy, vùng sát vỏ, chảy máu não ở vùng não thất, chảy máu não ở những vùng nhân xám tương đối sâu và chảy máu dưới nhện, nhiều vị trí khác nhau trong não. Thì cái phần 1 ngày hôm nay thì sẽ trao đổi với anh chị về chảy máu não trong nhu mô, và cái phần 2 sẽ chảy máu não về dưới nhện. Thì trong đó cái phần chính là chảy máu não nhu mô sẽ là chiếm phần lớn cái thời lượng bài trình bày ngày hôm nay. Thì cũng nhắc lại một chút thôi, chảy máu não nhu mô thì vì mình vị trí chúng ta sẽ chia làm mấy loại: chảy máu thùy, chảy máu vùng sâu hay là chảy máu não thất, và cuối cùng là chảy máu não vùng hố sau, tức là vùng dưới lều đấy. Đấy là những cái về vị trí chảy máu não chính. Về cái mức độ nặng khi bệnh nhân đột quỵ não vào viện thì chúng ta thấy là đây là một cái nghiên cứu thống kê trên cái quần thể người Nhật Bản năm 2021. Thì với bệnh nhân nhồi máu não vào viện ấy, thì cái mức độ nặng trên thang điểm NIST rất là thấp thôi, khoảng tầm 4 đến 5 điểm. Nhưng mà ngược lại chảy máu não thì cái mức độ nặng vào viện nó cao hơn rất nhiều, cỡ trung bình khoảng tầm 10 đến 11 điểm. Và với cái biện pháp điều trị của nhồi máu não thì đạt cái trình độ tương đối là tốt. Thậm chí những bệnh nhân nhồi máu não chúng ta có thể điều trị tái thông mạch não và hồi phục gần như hoàn toàn. Nhưng mà ngược lại chảy máu não thì đến bây giờ chúng ta vẫn trong cái phong thái gần như là chúng ta chống chọi với chảy máu não được nhiều hơn. Làm sao để khối máu tụ nó ít tiến triển thêm, và cũng cái cơ hội mà giải quyết cái khối máu tụ đấy là tương đối là thấp. Đấy. Và cái di chứng để lại chảy máu não thì chúng ta thấy ở đây là những cái đặc điểm monofilakin từ 0 đến 2 ấy, tức là mức độ bệnh nhân mà về nhà có thể sinh hoạt bình thường mà di chứng nhẹ thì khoảng tầm 30%, chiếm một nửa so với nhóm nhồi máu não mà thôi. Đấy. Và những cái tổn thương mà di chứng mức độ nặng thì cao gấp đôi so với nhồi máu não, tức là chảy máu não này di chứng vô cùng nặng nề và cái hướng giải quyết nó chưa được hoàn thiện giống như cái bệnh nhân nhồi máu não tối điểm hiện tại. Thì tuần trước thì bác sĩ Thọ đã trao đổi với chúng ta về các biện pháp điều trị nhồi máu não, trong đó chúng ta có tiêu sợi huyết, chúng ta có lấy huyết khối. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ trao đổi về các cái biện pháp làm sao để kiểm soát được cái chảy máu não đó. Thì với kiểm soát chảy máu não trong đoạn cấp ấy, thì chúng ta sẽ tập trung vào cái tổn thương hay là cái nguy cơ tại chỗ không máu tụ. Thì khi mà những giai đoạn đầu rất là sớm thôi, rất là nhanh thôi, mạch máu não vỡ ra chỉ khoảng là 1 đến 10 giây thì máu ồ ạt chảy ra. Và sau 1 đến 10 giây thì có thể là cái không máu tụ, cái mạch máu nó sẽ tự cầm lại bằng những cái áp lực, cái khối lượng máu vượt qua nó sẽ tạo cái áp lực và nó chèn mạch máu và có thể cầm máu ngay đó. Và chỉ khoảng tầm 1 đến 10 giây thôi, khối máu tụ có lẽ bắt đầu hình thành tương đối lớn rồi. Và trong 1 giờ đầu tiên thì khối máu tụ bắt đầu hình thành, định hình cái khối máu tụ. Nên là phần lớn bệnh nhân vào viện thì thường khi chụp phim CT lên thì đã qua 1 giờ đầu tiên rồi. Thì chúng ta thấy là cái phim hình ảnh học trên cái CT nó sẽ thấy khối máu tụ rồi. Và cái khối máu tụ tiếp tục tiến triển trong khoảng 3 giờ đầu. Với 35% bệnh nhân này khối máu tụ sẽ tiếp tục to và tiến triển tiếp, tức là máu nó vẫn rỉ ra tiếp và khối máu tụ tiến triển tăng lên trong khoảng 3 giờ đầu và chiếm khoảng 35% bệnh nhân. Trong 12 giờ tiếp theo thì khoảng 15% bệnh nhân thì máu tụ nó vẫn tiếp tục tiến triển tiếp, và sau khoảng 12 đến 24 tiếng thì khoảng tầm 6% bệnh nhân thì máu tụ tiếp tục tiến triển, và sau 24 giờ thì gần như là khối máu tụ nó gần như là định hình về mặt hình thái, ít khi nó tiến triển tăng lên tại bản thân khối máu tụ đó. Như vậy thì trong 24 giờ đầu tiên ấy, những yếu tố chúng ta cần phải kiểm soát như huyết áp, như các rối loạn đông máu kèm theo, như những cái tổn thương xung quanh cái vùng tổn thương đông máu sẽ làm
hạn chế cái chuyện tiến triển của máu tụ này. Và khi mà tụ máu tụ tiến triển quá lớn, nó sẽ gây hiện tượng thoát vị não. Như đây chúng ta thấy là thoát vị dưới lềm, thoát vị thể trung tâm, thoát vị hệ móc của hải mã, thoát vị mà thủy tiểu não và tụt kẹt não, thì chắc chắn là cái nguy cơ mà tử vong bệnh nhân chắc chắn nếu mà không được phẫu thuật. Và cái nguy cơ của máu tụ tại chỗ đây, chúng ta sẽ thấy là cái tổn thương đây sẽ gồm chia làm 3 vùng. Vùng đầu tiên ở trong sẽ là những cái tổn thương của máu tụ tại chỗ, hình thành của máu tụ tại chỗ đây, cái vùng đỏ chót đây. Đấy chính là cái khối máu tụ được định hình bằng hình thái, và đương nhiên cái vùng nhu mô não nó chiếm thì sẽ gần như là mất chức năng tại cái vùng tương xứng này. Cái vùng viền ngoài ngay cạnh cái khối máu tụ sẽ là những cái vùng mà hiệu ứng khối của khối máu tụ nó chèn ép xung quanh, và khi hiện tượng là giảm tới máu những vùng xung quanh nó đè ép. Đấy là cái vùng vòng thứ hai của tổn thương. Và vòng thứ ba sau cùng của cái tổn thương ấy, lan rộng hơn nhiều sau cái vùng phủ não này do chèn ép này, là những cái đáp ứng viêm tổn thương cái màng tế bào, tổn thương cái hàng rào máu não thông qua nhiều cái cơ chế của thoái hóa hemoglobin, những cái phản ứng viêm như là hoạt hóa tiểu cầu đấy và hồng bạch cầu sẽ làm cái tổn thương vòng rộng hơn rất nhiều so với cái tổn thương gốc ở trong đấy. Và mục tiêu ngày hôm nay chúng ta sẽ điều trị làm sao để một là khối máu tụ ở trong nó phải nhỏ đi, thứ hai là cái khối viền phủ não xung quanh nó phải nhỏ nhất có thể, và cái viền phủ não xung quanh này cũng phải nhỏ nhất có thể. Cái vùng tổn thương ở trong thì thường định hình trong vòng 24 giờ đầu tiên. Những cái tổn thương vòng ngoài do phù nề đè ép thì xuất hiện sau khoảng 6 đến 72 giờ. Sau 72 giờ thì thường ít khi tiến triển. Và cái vòng ngoài này sẽ tiến triển từ 24 đến sau 72 giờ, thậm chí là đến cả tuần sau đó, tùy theo cái mức độ đáp ứng của bệnh nhân. Thì đấy là mục tiêu ngày hôm nay. Thế vì thì cái nội dung chính là chúng ta sẽ update theo cái guideline của Hội đột quỵ Hoa Kỳ năm 2022. Đó là cái tài liệu tương đối mới ra cuối năm vừa rồi. Chúng ta sẽ gồm có kiểm soát giai đoạn cấp cứu, như là đánh giá bệnh nhân cấp cứu này, rồi thì sử dụng những cái thuốc cấp cứu, phẫu thuật bệnh nhân, đánh giá bệnh nhân ban đầu, điều trị những cái biến chứng liên quan đến dùng thuốc của bệnh nhân, và thảo luận cái phương án mà phẫu thuật. Và đặc biệt quan trọng là nhấn mạnh guideline 2022 khác so với những cái guideline trước của châu Âu và 2015, đó chính là những cái nguyên nhân của chảy máu não đã được đề cập đến tương đối là rõ trong cái guideline lần này. Chúng ta cũng sẽ cùng đi vào cái nội dung chính ngày hôm nay trong cái phần lớn nhất đầu tiên là chảy máu não trong nhu mô. Là cái phần đầu tiên chúng ta sẽ trao đổi nhau về hình ảnh học, làm sao để chẩn đoán được cái chảy máu não, chẩn đoán được nguyên nhân và điều trị theo căn nguyên. Trong đó thì các căn nguyên chúng tôi sẽ nốt lại một số cái căn nguyên thường gặp, về căn nguyên mạch máu lớn ấy, thường gặp, thì chúng ta có thể cái nhìn tổng quan hơn. Thứ hai là chúng ta sẽ đánh giá về nguy cơ chảy máu não tiến triển để phục vụ cho công tác theo dõi bệnh nhân tại bệnh phòng, cũng như là đánh giá cái nguy cơ bệnh nhân nặng lên trong quá trình vận chuyển. Vì với môi trường y tế Việt Nam có những cái bệnh viện ở tương đối xa chuyển về Bạch Mai, về những cái viện trung ương thì mất thời gian tương đối nhiều, thậm chí là viện huyện chuyển viện tỉnh lại mất nhiều tiếng, nhất là những bác sĩ ở những cái vùng cao, thì phải đánh giá nguy cơ chảy máu tiến triển trước khi vận chuyển để giải thích cho người nhà, và thứ hai là mình có cái thái độ mà theo dõi bệnh nhân trong quá trình vận chuyển. Hai là cái kiểm soát nguy cơ chảy máu tiến triển, đặc biệt liên quan đến kiểm soát huyết áp giai đoạn cấp, là những cái mà guideline tương đối là mới và sát với thực tế. Những điều trị rối loạn đông máu kèm theo liên quan đến dùng thuốc, liên quan đến cái bệnh mắc phải. Và cuối cùng đó là những cái kiểm soát liên quan đến ICP. Chúng ta hồi sức nội khoa như thế nào để kiểm soát được ICP, chúng ta thảo luận với chỉ định phẫu thuật khi trường hợp nào. Đấy là nội dung chính bài học ngày hôm nay. Thì chúng ta cùng bắt đầu với những cái tiếp cận đầu tiên. Tiếp cận đầu tiên thì với khai thác bệnh nhân chảy máu não thì chắc chắn là chúng ta sẽ phải khai thác thời gian rồi. Vì nói cái tiến triển của máu tụ cũng như là cái hậu quả của máu tụ nãy giờ chúng ta đề cập rất nhiều đến mức độ thời gian. Nên cái thời gian khởi phát của bệnh nhân là cái lúc nào là cái quan trọng nhất trong đột quỵ. Tại vì bệnh học sẽ diễn biến theo thời gian. Đấy. Các cái triệu chứng khởi phát đầu tiên như đau đầu, triệu chứng thần kinh khu trú, co giật, suy giảm ý thức. Đó là những cái triệu chứng mà chúng ta sẽ thường gặp thấy lâm sàng. Ngoài ra là những cái tiền sử chúng ta phải khá rất kỹ, như là tiền sử dùng thuốc, đặc biệt những cái thuốc dùng chống đông, những thuốc kháng tiểu cầu, những cái tiền sử bệnh mạch máu trước đó như là đột quỵ trước đó có hay không, bệnh nhân tăng huyết áp, rối loạn mỡ máu, bệnh lý chuyển hóa hay tăng huyết áp. Đấy là những cái nhóm mà thường gặp nhất. Ngoài ra những cái tiền sử khác chúng ta cũng phải khai thác kèm theo, như bệnh mắc phải kèm theo này, tiền sử hút thuốc, uống rượu. Đó là những cái tiền sử là chúng ta rất hay khai thác và nó phục vụ trực tiếp vào quá trình điều trị. Về hình ảnh học thì chúng ta sẽ tiếp cận với hai cái hình học cơ bản mà chúng ta cũng rất là quen thuộc rồi.
đó là CT sọ não không tiêm thuốc và MRI sọ não. Và trong đó thì với chẩn đoán chảy máu não thì chúng ta chỉ cần một cái CT sọ não thường, tức là CT sọ não không tiêm thuốc là đủ để chẩn đoán được rồi. Trong đó thì CT sọ não hiện tại bây giờ thì giá thành tương đối rẻ, thì nhiều đơn vị sẵn có và có thể chúng ta chỉ cần chụp CT thôi đã đủ để chẩn đoán, và cũng là tiên lượng là khá nhiều của vấn đề liên quan bệnh nhân rồi. Chụp một cái CT nhanh chóng, giá thì rẻ và cũng khá an toàn cho bệnh nhân. Nhưng mới nhất là bệnh nhân mà có những cái đồ kim loại, máy tạo nhịp, mảnh đạn trong người có thể vẫn chụp được và độ nhạy rất cao, khoảng cỡ khoảng tầm 97%. Thì trên CT giai đoạn tối cấp là cái phim này, chúng ta nhìn thấy cái phim CT đây. Tuy nhiên là bệnh nhân vào viện thì cũng ít bệnh nhân mà vào trong những giờ đầu được. Đây là cái phim CT sọ não bệnh nhân chụp ở giờ thứ hai trong giai đoạn tối cấp. Chúng ta thấy là những vùng khối máu tụ đã bắt đầu định hình cái hình thái rồi. Hình thái máu tụ tương đối rõ. Trong đó thì những cái vùng ở trong bắt đầu tăng tỷ trọng. Đấy, trong giai đoạn tối cấp thì tăng tỷ trọng, tăng tỷ trọng rất nhanh trên cái phim CT đến tận giai đoạn cấp, và sau giai đoạn cấp thì bắt đầu mới giãn hóa dần. Giai đoạn sau thì phim tối cấp chúng ta thấy là khối máu tụ định hình tương đối rõ, và những cái vùng tổn thương ở trong chúng ta lấm tấm đen đen ở đây là những cái vùng mà máu chưa kịp đông, chưa định hình hết cái khối máu tụ, và những viền ngoài thậm chí là máu còn đang mới chảy, nó còn đang giảm tỷ trọng xung quanh khối máu tụ đây. Đấy, nghĩa là CT sọ não và chẩn đoán. Còn MRI sọ não thì sẽ ưu điểm hơn là CT, thì chúng ta có cái xung T2 sao. Đấy, khi mà giai đoạn cấp máu bắt đầu thoái hóa thì bắt đầu đã giảm chống tín hiệu trên T2 sao rồi, và đặc biệt MRI nó sẽ lợi điểm hơn là CT ở hai điểm. Một là sẽ chẩn đoán những cái tổn thương cũ, khi mà cái gốc oxy hemoglobin thoái hóa vẫn lắng đọng lại hemosiderin, chúng ta sẽ thấy cái tổn thương cũ lắng đọng lại không mất hẳn đi, và chẩn đoán được ưu thế hơn trong một số các trường hợp chảy máu não nhỏ, nhất là những vùng chảy máu não nhỏ cạnh não thất, máu nó bị loang và nó thất thì sẽ chẩn đoán ưu thế hơn. Đấy, nhưng mà tuy nhiên MRI thì thời gian chụp nó sẽ lâu hơn. Bệnh nhân mà rối loạn ý thức thì khó để mà nằm yên trong suốt quá trình chụp MRI khoảng tầm 15-20 phút, và đặc biệt MRI có những chống chỉ định nhất định liên quan bệnh nhân có thấy máy động nhịp này, có đồ kim loại người thì sẽ không chụp MRI được. Và với một cái CT sọ não này cũng đã khá đủ để chúng ta chẩn đoán được một cái chảy máu não. Thì vậy thì với một cái phim CT chúng ta sẽ đánh giá được gì? Một là về vị trí, chúng ta thấy là phần lớn chảy máu não nó sẽ nằm ở vị trí yên xám, mà chúng ta hay gọi là chảy máu não tự phát ấy, liên quan tăng huyết áp ấy, mà thường gặp ấy. Chảy máu não nó vị trí sâu như là vị trí nhân bèo, vị trí đồi thị chiếm khoảng tầm hơn 50%. Đấy, chảy máu não ở thùy dưới vỏ chiếm cỡ khoảng 24%. Những cái chảy máu não vùng hố sau chiếm khoảng tầm 10-15%. Đấy là cái về mặt vị trí. Thứ hai là về cái chảy máu, về kích thước thì chúng ta vẫn đo theo công thức ABCD chia 2 thôi. Nhưng mà tuy nhiên thì cái ước lượng này cũng chỉ là mang tính tương đối mà thôi, vì khối máu tụ nó không thể nào hình cầu rõ ràng được, nó có hình thái rất bất thường, rất là bờ, nó nham nhở cái này thì rõ ràng kích thước nó sẽ không thể chính xác được. Nhưng mà cũng là những cái để chúng ta ước lượng được cái mức độ máu tụ như thế nào. Và cuối cùng là chúng ta đánh giá được cái mức độ nặng dựa theo đặc điểm Glasgow, dựa theo thể tích máu tụ, dựa theo cái máu tụ dưới lều có hay không, tuổi và chảy máu não thất có hay không. Chúng ta sẽ tính được thang điểm ICS là cái thang điểm gọi là cơ bản trong chảy máu não để tiên lượng mức độ nặng và nguy cơ tử vong sau 30 ngày. Đối với mức độ mà ICS 4 điểm thì nguy cơ tử vong lên 97%, tức là gần như là ra đi, đến gần chắc chắn rồi. Đấy, chỉ có khoảng 3% là cơ hội sống được thôi, 100 ca khoảng 3 ca sống. Còn những cái bệnh nhân mà ICS thấp điểm hơn như 0-2 thì cơ hội sống sẽ cao hơn rất nhiều. Đấy là về vị trí, kích thước cũng như là mức độ nặng. Thế vì vào ngoài những cái thông tin cơ bản này, chúng ta sẽ phải trả lời câu hỏi là với cái phim này, với lâm sàng như thế này thì có nghi ngờ bệnh nhân mà có bất thường mạch máu não hay không. Đấy, thì khoảng tầm 20-25% bệnh nhân sẽ có những cái dị dạng mạch máu não, và có dị dạng mạch máu não thì bắt buộc chúng ta sẽ phải điều trị đầy căn nguyên, và chúng ta sẽ cần chụp thêm những cái phim như là CT mạch máu não, MRI mạch máu não, hoặc là những cái xung mạch não xóa nền DSA. Đấy, để chúng ta tìm căn nguyên mạch máu não lớn. Vậy vì với những cái cơ quan, những cái đơn vị mà không có phim hình ảnh học nâng cao như là CT mạch, MRI mạch và DSA, thì bắt buộc chúng ta sẽ phải cân nhắc cái chuyện chuyển viện lên tuyến trên để chúng ta chẩn đoán cái dị dạng mạch não, và MRI thì để chẩn đoán trong cái dị mạch máu não nhỏ. Đấy là cái câu hỏi đầu tiên khi mà chúng ta có CT là có bất thường mạch máu não có hay là không. Có thì chúng ta phải giải quyết, ta phải chuyển lên tuyến trên để tìm căn nguyên, chúng ta tiếp tục tìm chẩn đoán tiếp. Thứ hai là chúng ta sẽ trả lời câu hỏi là máu tụ nó có tiến triển tiếp nữa hay không. Thế vì rõ ràng là nhiều bệnh nhân vào giai đoạn rất là tối cấp giống như phim ảnh ngày trước, thì có thể là bệnh nhân lâm sàng khá là ổn định, nhưng mà tuy nhiên sau đó là máu tụ tiến triển tăng lên.
đấy là những cái mình có thể dự kiến nguy cơ rất cao thì mình cũng đang phải giải thích gia đình trước, thay đổi trước, và chúng ta có cái thái độ theo dõi nó phù hợp hơn với những bệnh nhân như thế. Nhiều khi bệnh nhân vào cái đoạn rất là tối cấp, 1 tiếng 2 tiếng chảy máu não CT bé tí giống như phim này thôi, nhưng mà sau đó đấy, hình ảnh học CT nó không đều, có thể nó sẽ tiến triển tăng lên, có thể 3 tiếng 6 tiếng sau to đùng và bệnh nhân hôn mê và thậm chí là tử vong luôn, không kịp phẫu thuật gì cả. Nên chúng ta phải đánh giá nguy cơ tiến triển. Nếu nguy cơ tiến triển cao thì chúng ta có thể cân nhắc chuyển tuyến trên, những cái tuyến cao hơn để theo dõi, và có những phương pháp mà nó phẫu thuật để can thiệp kiểm soát nó sâu hơn. Về những cái căn nguyên mạch máu thì chúng tôi sẽ nốt ở đây. Những cái căn nguyên mạch máu não nhỏ, chúng ta đề cập rất nhiều đến vi chảy máu. Vi chảy máu não nhỏ liên quan đến tăng huyết áp, thường ở vị trí tương đối sâu. Những cái vi chảy máu não nhỏ ở vùng vỏ thường liên quan đến bệnh cảnh amyloid. Những cái dị dạng mạch máu lớn như là cavernoma, như là cái AVM, MMA hoặc là phình động mạch não. Đấy, thì khi mà có cái đột quỵ não, chảy máu não đầu tiên rồi thì nguy cơ mà tái phát là cao hơn rất nhiều. Các bệnh lý mạch máu nhỏ chúng ta sẽ đề cập ở phần sau. Còn phần đầu tiên chúng ta sẽ tìm cái căn nguyên mạch máu lớn, là những cái mà chúng ta dễ hình dung hơn. Những cái AVM khi mà có chảy máu não lần đầu rồi thì nguy cơ mà nó vỡ lần hai nó cao hơn cỡ khoảng 3 đến 9 lần so với cả AVM mà chưa vỡ. Những cavernom thì nguy cơ chảy máu não tăng gấp đôi. MMA thì chảy máu não, cái tái phát nó không phải liên quan chảy máu não mà tái phát liên quan đến nhồi máu não sau MMA. Các cái phình mạch não thì nguy cơ vỡ khoảng 30% trong 72 giờ đầu. Đó. Thì chúng ta sẽ phải tìm định hướng căn nguyên để mình giải quyết căn nguyên. Vì căn nguyên còn thì nguy cơ bệnh nhân tái phát lại là rất cao. Và thường những cái lần tái phát sau này thường sẽ nặng nề hơn lần một rất là nhiều. Bắt buộc chúng ta phải tìm đến. Và tiếp theo chúng ta đi đến một cái nghiên cứu khá là hệ thống. Trong đó chúng ta thu tuyển tất cả các bệnh nhân mà có chảy máu não vào. Chúng ta sẽ chẩn đoán căn nguyên dựa bằng hình học trên CT mạch máu não, MRI mạch máu não, DSA mạch não xóa nền, theo dõi để tìm cái căn nguyên, hoặc là MRI để tìm bằng được cái căn nguyên như là AVM, như DAVF, cavernom hoặc là huyết khối tĩnh mạch, những cái gì mạch máu lớn thì tìm bằng được cái căn nguyên. Nếu mà bệnh nhân mà không có căn nguyên bằng những hình học đơn giản thì chúng ta lại tiếp tục khám lại, chụp lại sau 1 tháng hoặc 1 năm để loại trừ bằng được cái căn nguyên. Thì trong cái nghiên cứu của chúng ta thấy là trong 298 bệnh nhân, chúng ta thấy có tận 69 bệnh nhân có căn nguyên mạch máu lớn, chiếm khoảng 23%, tức là con số tương đối lớn, rất nhiều. Còn đương nhiên là con số nó sẽ dao động nhiều trong cái quần thể khác nhau, chứ không phải là cái con số này là con số đặc trưng trong cái tất cả mọi cộng đồng được. Đấy. Thì chúng ta thấy là các cái dị màu não hay thường gặp đây, hay gặp nhất vẫn là AVM, tức là thông động tĩnh mạch não đấy. Hai là DAVF, là thông động tĩnh mạch bằng cứng, cavernom, huyết khối tĩnh mạch, phình mạch não, đấy, hoặc là những bất thường mà tĩnh mạch khác. Và cái guideline của HA chúng ta đề ra những cái điểm chúng ta cần phải lưu ý để chúng ta quyết định chụp cái CT mạch máu não, hoặc MRI mạch não, hoặc DSA để loại trừ mạch não. Đó là những yếu tố trong hồi quy đa biến của anh nghiên cứu trên, chúng ta phân lập được các yếu tố như bệnh nhân trẻ tuổi, dưới 45 tuổi, những bệnh nhân mà không có tiền sử về tăng huyết áp hoặc bệnh máu nhỏ, hoặc là bệnh nhân bị tổn thương những cái vùng chảy máu não sâu, vì sau chúng ta sẽ có thể cân nhắc chụp CT mạch máu não hoặc là MRI mạch máu não. Những bệnh nhân mà chảy máu não ở những cái vùng thùy, bất kể giới tính, thì có thể chúng ta sẽ cân nhắc chụp CTA hoặc là DSA để tìm căn nguyên. Thế như vậy thì chúng ta sẽ chia làm mấy cái nhóm. Một là nhóm bệnh nhân có nguy cơ. Đấy, một là nhóm bệnh nhân có nguy cơ, như là những bệnh nhân mà có tuổi trẻ, bệnh nhân có tổn thương dưới thùy, bệnh nhân tổn thương vùng não hố sau, hoặc là IVS đơn thuần, chúng ta sẽ cân nhắc chuyển lên và chụp những cái phim CT mạch não hoặc MRI mạch não hoặc DSA để tìm căn nguyên. Những cái bệnh nhân mà nguy cơ trung bình, tức là nguy cơ thấp, tức là không có bất cứ căn nguyên nào, như độ tuổi trên 70, không có chảy máu dưới thùy, không có chảy máu não não thất, và không có cái tiền sử bệnh lý mạch máu não nhỏ mà nguy cơ gây chảy máu não, thì chúng ta có thể cân nhắc là chúng ta sẽ giữ lại ở tuyến dưới, chúng ta điều trị tiếp. Đấy, nhưng còn bệnh nhân có những cái nguy cơ trên thì chúng ta sẽ cân nhắc chuyển lên tuyến trên để tìm căn nguyên là chảy máu não. Thế vậy thì dựa vào CT và DSA ở những cái tuyến cao hơn, có những phương tiện mạch máu cao hơn, chúng ta sẽ có thể tìm được một số cái căn nguyên thường gặp. Chúng ta xin nốt lại một lượt ở đây để chúng ta có những cái hình dung nó tổng quát hơn, để khi chúng ta gặp được những cái phim
hoặc là những bệnh nhân như này chúng ta có thể định hướng, chúng ta có thể mường tượng được cái căn nguyên nó có thể gợi ý đến, thì chúng ta sẽ cân nhắc chuyển và làm chẩn đoán nó sâu hơn cho bệnh nhân. Với căn nguyên thường gặp nhất là AVM, chúng ta biết AVM là một dị dạng thông động tĩnh mạch não, đặc trưng bởi cái dòng thông của động mạch với tĩnh mạch não và không có cái kênh mạch máu mao mạch nhỏ giữa động mạch và tĩnh mạch. Do đó cái lưu lượng máu từ động mạch bắn về tĩnh mạch rất là lớn. Nên là khi mà CT sọ não, nếu mà với CT thường như thế này, khi mà chưa có chảy máu não, chúng ta có thể là rất khó chẩn đoán một AVM. Chúng ta có thể thấy được những cái nốt vôi hóa ở trong cái khối VEM đó, do cái lưu lượng máu từ động mạch đến tĩnh mạch nó quá lớn, nó gây vôi hóa và sơ hóa, thì có thể gợi ý như thế này. Khi mà chúng ta chụp CT tiêm thuốc, chúng ta có thể lấy ra những cái tổn thương, thấy những cái tổn thương vôi hóa này bị lấp đi bởi những cái thuốc cản quang. Đây là cái khối AVM. Đấy. Và chụp thì muộn, chúng ta có thể thấy là những cái nidus, những cái phình mạch não ở trong khối AVM đó. Tương tự như vậy thì trên phim MRI chúng ta có thể chẩn đoán được cái AVM. Và trên một cái AVM vỡ thì rất là khó để chẩn đoán. Nếu mà với một cái CT thường, đấy, nên là chúng ta phải có những dấu gợi ý như bệnh nhân trẻ tuổi, bệnh nhân chảy máu não vùng thùy, hoặc là bệnh nhân mà không có gì mạch, không có bệnh lý mạch máu nhỏ trước đây, thì chúng ta có thể cân nhắc chuyển lên để chụp cái AVM. Và cái AVM thì chúng ta sẽ chia phân loại theo spectrum mắc tanh. Đây là cái phân loại khá là kinh điển của AVM. Chúng ta sẽ chia loại như là kích thước nhỏ dưới 3 cm, kích thước trung bình từ 3 đến 6 cm, kích thước lớn trên 6 cm thì tương ứng với 1 đến 2 3 điểm. Các cái vị trí AVM như là vị trí ít chức năng hơn, như là những cái AVM ở vùng sát thủy không liên quan đến vận động chức năng hoặc là ngôn ngữ, có thể chúng ta sẽ chấm là bệnh nhân không điểm. Ngoài ra những cái AVM ở vị trí sâu có vùng chức năng như là vùng vận động ngôn ngữ, vùng sâu, vùng nhân xám, tiểu não và thân não, chúng ta sẽ cho 1 điểm. Và cái tĩnh mạch và hội lưu sâu chúng ta sẽ cho 1 điểm, vì những cái tĩnh mạch hội lưu sâu thì rõ ràng sẽ giải quyết cái AVM sẽ khó khăn hơn rất nhiều. Thì từ những cái phân loại spectrum mắc tanh này, chúng ta sẽ định hướng cái phương pháp để giải quyết cái AVM. Nếu mà cái spectrum mắc tanh chỉ mức độ thấp thôi, tức là 1 đến 2, grade 1 đến grade 2, có thể phẫu thuật một thì để giải quyết ngay cái khối AVM đó. Nếu mà cái khối AVM grade 2, 3, tức là mức độ cao hơn, chúng ta có thể cân nhắc nút mạch để làm giảm hoặc là định hình cái khối AVM trước khi phẫu thuật để đạt cái tỷ lệ phẫu thuật thành công nó cao hơn. Với mức độ mà AVM nó quá lớn, rất to như thế này, grade 4, grade 5 trở lên rồi, rất to để có thể giải quyết ngay một thì, và thậm chí AVM nó có nhiều chân, nhiều tĩnh mạch dẫn lưu khác nhau, rồi để nó quá lớn, nó chèn ép quá nhiều, thì chúng ta rất khó để có thể phẫu thuật một thì với những cái AVM nó quá phức tạp như thế này. Chúng ta có thể cân nhắc nút mạch của là xạ trị trước đó để làm khối AVM nó nhỏ lại, sơ hóa một phần trong cái khối này trước khi phẫu thuật, để chúng ta đạt cái khả năng thành công nó cao hơn. Và chúng ta cũng rất may mắn là nếu mà khối AVM nó nhỏ thì cái tỷ lệ thành công rất là cao, cỡ khoảng tầm 95% đối với grade 1 đến grade 2. Tuy nhiên thì với những khối AVM rất lớn và phức tạp giống như cái khối này, rất nhiều chân, to, động mạch nuôi, thậm chí có nhiều động mạch, thì cái khả năng phẫu thuật thành công chỉ khoảng tầm 30%. Đấy. Và AVM thì đương nhiên là cái phẫu thuật nó sẽ ưu tiên là hàng đầu. Đấy. Ngoài ra thì cái nút mạch cũng với cả xạ trị cũng chỉ là những phương pháp mà hỗ trợ thêm cái phẫu thuật mà thôi. Cái nguyên cân tiếp theo mà chúng ta có thể hay gặp là nguyên cân DAVF hay là dò động tĩnh mạch màng cứng, thường gặp sau chấn thương, phẫu thuật sọ não hoặc huyết khối tĩnh mạch, hoặc là một số trường hợp là vô căn. Những trường hợp này bắt buộc chẩn đoán bằng CT mạch máu não. Cái CT thường rất khó nhìn những cái DAVF này, mà khi mà chảy máu não rồi chúng ta có thể thấy được cái máu tụ ở dưới màng cứng hoặc màng cứng tại cái vị trí DAVF này, hoặc là có những vị tính vôi hóa quanh cái khối DAVF. Đấy. Khi chụp CTA lên chúng ta thấy cái mạch ngoằn ngoèo nằm ở dưới khoang dưới nhện, tương ứng với vùng vị trí giãn tĩnh mạch và chấm với thang điểm Conac Borden, chúng ta có thể cân nhắc cái chuyện mà can thiệp. Và phẫu thuật xạ trị thì chỉ chi trường hợp mà can thiệp nó quá khó khăn thôi. Can thiệp thì động mạch luồn dụng cụ lên và nút cái khối cái thông động tĩnh mạch màng cứng này lại. Bệnh cảnh Moravia thì thường gặp ở người châu Á nhiều hơn. Trong đó chúng ta thấy điển hình của Moravia nó là sẽ cái viêm động mạch não giữa mạn tính. Và động mạch não giữa khi mà chụp MRI chúng ta thấy là gần như là không hiện hình cái động mạch não giữa nữa. Và chúng ta thấy một đám lờ mờ như khói thuốc trên MRI đây. Còn DSA thì nhìn rõ rất nhiều cái đám khói thuốc đấy trên DSA. Chúng ta sẽ thấy là bệnh cảnh Moravia hay gọi là smoking ấy, của động mạch não giữa, hình khói thuốc của động mạch não giữa đây.
Như điển hình MMEA sẽ là hẹp động mạch não giữa mạn tính và phát triển quá phát của động mạch mạc trước, và điển hình chảy máu não nó thất đơn thuần, và cái tái phát của MMEA sẽ là nhồi máu não sau giai đoạn chảy máu não. Đây là cái đặc biệt của MMEA, và thường là chảy máu não thất đơn thuần chiếm khoảng tầm 70%. Và cái xử lý MMEA thì nó là cái câu chuyện nó khá khó, thường chúng ta sẽ phải chuyển đến tuyến trên để giải quyết cái bệnh kèm MMEA này. Cái phình mạch não thì chúng ta xin phép thảo luận ở phần 2 ở nhiều cái vị trí phình khác nhau và những phương pháp can thiệp giải quyết cái phình mạch não. Trong đó chúng ta một thấy một vài căn nguyên như là CT mạch máu não và DSA thì thường ưu thế hơn trong các cái dị dạng mạch máu lớn như AVM phình bộ não hoặc dò động tĩnh mạch màng cứng. Nhưng mà ngoài ra những cái căn nguyên mạch máu nhỏ như là Midwooding, cavernoma hoặc là huyết khối tĩnh mạch não ấy, thì chúng ta không thể chẩn đoán bằng cái CT ấy được, mà chỉ có thể là dấu hiệu gợi ý mà thôi. Thì MRI nó sẽ ưu việt hơn để chẩn đoán những nhóm bệnh nhân như này. Thế vậy thì với hội CT như thế nào hay là với lâm sàng như thế nào, chúng ta sẽ cân nhắc chụp MRI tiếp tục để chẩn đoán với cái bệnh cảnh chảy máu não, thì chúng ta sẽ cùng đi lại nốt một vài căn nguyên để khi nào chúng ta sẽ cân nhắc chụp thêm MRI để tìm cái căn nguyên của bệnh nhân. Thế là chúng ta sẽ cùng nốt lại. Trong đó cái bệnh cảnh đầu tiên chúng ta muốn nhắc đến nó là bệnh cảnh vi chảy máu não. Những cái vi chảy máu não sẽ có hai bệnh cảnh thường gặp là vi chảy máu não ở vùng sâu thường liên quan bệnh cảnh tăng huyết áp, và vi chảy máu não vùng nông thì liên quan đến cái bệnh cảnh amyloid. Vi chảy máu não vùng sâu thì khá là khó để mà chẩn đoán trên định hướng trên CT, vì khi mà chảy máu não thì cái vùng chảy máu não nó cũng nằm ở vị trí sâu tương xứng với cả tăng huyết áp đơn thuần, và chúng tôi sẽ cân nhắc chụp MRI khi mà bệnh nhân mà chảy máu não mà có tiền sử tăng huyết áp lâu năm mà khó kiểm soát thì chúng ta sẽ cân nhắc chụp MRI. Vì khi mà có Midwooding liên quan tăng huyết áp ấy, thì nguy cơ tái phát nó cao từ 0,16% lên 2%, tức là cao cỡ khoảng tầm gần 10 lần, hơn 10 lần so với các bệnh nhân mà chưa chảy máu não tái phát lần nào, để chúng ta có cái đích kiểm soát huyết áp nó tốt hơn. Với những cái bệnh nhân mà chảy máu não ở vùng thùy như bệnh cảnh amyloid thì chúng ta cũng sẽ có dấu hiệu gợi ý trên CT, như là bệnh nhân có chảy máu não dưới nhện kèm theo này, rồi thì chảy máu não thành hình ngón tay đeo găng như thế này, hình ngón tay như thế này, hoặc là bệnh nhân tiền sử đã có cái gen này APOE epsilon 4 dương tính, chúng ta có thể cân nhắc này, chụp MRI để tìm cái bệnh cảnh amyloid để chẩn đoán bệnh cảnh Midwooding liên quan kèm theo. Thế thì cavernoma thì rõ ràng người ta sẽ bỏ sót hết trên CTA là CT mạch máu não đấy, chúng ta gần như bỏ sót hết và chỉ có MRI chẩn đoán mà có thể chẩn đoán là cavernoma thôi. Đấy, với cavernoma chưa vỡ thì có thể CT có thể thấy được cái chảy máu não thành một cái khối tròn thế này. Đây là cavernoma chưa vỡ và nó thành khối máu tụ, cavernoma làm ung máu thể hang đây, thành máu tụ ở đây. Đây là cavernoma chưa vỡ. Còn trên MRI chúng ta có thể thấy điển hình là hình bỏng ngô bao quanh với cái khối tổn thương tương đối đồng nhất. Đấy là cavernoma chưa vỡ. Nhưng mà một khi cavernoma đã vỡ rồi thì cái máu tụ nó bao quanh và nó hòa trộn với cavernoma thì rất khó để chẩn đoán, và thường nó sẽ phải chẩn đoán lại, chụp lại MRI sau khoảng 1 tháng với những cái tổn thương mà CT mà có thể nghi ngờ những cái tổn thương dạng như thế này nằm trong cái khối máu tụ. Thì chúng ta sẽ cân nhắc chụp thêm MRI nếu mà bệnh cảnh nó sẽ nghi ngờ cavernoma như thế. Với cavernoma thì thường đích đến phần lớn là chúng ta sẽ điều trị bảo tồn, và chúng ta sẽ chỉ phẫu thuật trong một số các trường hợp mà bệnh nhân co giật mà mất kiểm soát hoặc là chảy máu não tái phát nguy hiểm một lần hai lần, chúng ta sẽ cân nhắc phẫu thuật, và đương nhiên là phẫu thuật ngoại khoa sẽ ưu tiên hơn, và cái xạ trị nó sẽ là những cái thứ yếu thôi, vì xạ trị thường sẽ không giải quyết hoàn toàn được cái cavernoma. Và phần lớn cái cavernoma thì sẽ kết quả mổ tương đối tốt để giải quyết cái cavernoma, và cắt cơn co giật do cavernoma thì cũng hiệu quả tương đối tốt, chiếm khoảng 75%. Đấy, thì chúng ta cũng nốt lại một số cái thông tin về cavernoma như vậy. Với huyết khối tĩnh mạch não thì cái vùng tổn thương chảy máu não đặc biệt nó lại không phải vùng chi phối của động mạch, nó là những cái vùng rất là dở ương ương như cái vùng này. Như là ví dụ cái vùng này thì là vùng chi phối của dẫn lưu của tĩnh mạch xoang ngang. Cái vùng này giống như nhồi máu nội thị hai bên, nhưng mà thực ra nó là nhồi máu do cái huyết khối tĩnh mạch ở cái xoang thẳng. Cái vùng này thì cái vùng chảy máu não vùng vỏ lan tỏa do tắc cái dẫn tĩnh mạch hội lưu của cái xoang thẳng. Trên CT chúng ta có thể thấy những dấu hiệu gợi ý của huyết khối tĩnh mạch não, và cái xoang tĩnh mạch thì có thể chúng ta thấy cái hình ảnh tăng tỉ trọng trên cái xoang dọc bệnh nhân như thế này, và khi mà tiêm thuốc chúng ta có thể thấy dấu hiệu delta trống trên CT, và khi đó chúng ta sẽ cân nhắc cái chụp cái MRI sọ não để chẩn đoán cái căn nguyên. Và khi đó thì chúng ta sẽ thấy là hình ảnh tắc tĩnh mạch não qua cái xung
sung top 2D dựng hình xoang tĩnh mạch của MRI. Chúng ta có thấy huyết khối bán phần nó nằm ở đây, gần như là tắc toàn bộ cái xoang dọc ở phía trước rồi. Đấy. Và điều trị huyết khối tĩnh mạch não thì cũng khá khá giống so với huyết khối tĩnh mạch chi dưới, với khởi động chủ yếu điều trị gốc nó sẽ bằng chống đông, và khởi phát giai đoạn cấp thì sẽ dùng heparin cho trọng lượng phân tử thấp như enoxaparin 1 mg trên kg cân nặng mỗi 12 giờ. Và heparin mà không phân đoạn thì thường là không ưu thế hơn so với cả Lovenox. Điều trị giai đoạn sau giai đoạn cấp kinh điển là sẽ dùng warfarin với mức IR từ 2 đến 3. Tuy nhiên những bằng chứng mới hiện tại bây giờ chúng ta đang có những bằng chứng ủng hộ NOAC dự phòng bậc 2 trong cái khối tĩnh mạch não này có vẻ nó ưu thế hơn so với warfarin, và có lẽ là trong khuyến cáo mà trong thời gian mà tương lai sắp tới thì có lẽ là sẽ thay đổi bằng điều trị NOAC trong huyết khối tĩnh mạch não giai đoạn cấp. Phẫu thuật mở sọ giả mát nó chỉ áp dụng trong trường hợp mà huyết khối tĩnh mạch não nó quá là đè đẩy phù nề hết cả hai bên, và phẫu thuật để mở cửa đáy xương để đẩy cái vùng máu tụ và phù nề não ra ngoài. Tuy nhiên thì cái giá trị mà phẫu thuật này nó không cao, giá trị tiên lượng tử vong giữa hai nhóm phẫu thuật và không phẫu thuật thì cũng chưa mang lại giá trị nhiều về mặt khuyến cáo, và chỉ khuyến cáo phẫu thuật khi mà tắc nghẽn mạng sọ nó quá lớn, vì ống khối nó quá lớn ở mức độ khuyến cáo 2C tương đối là dài dật. Và điều trị chắc chắn nó sẽ phải điều trị căn nguyên huyết khối tĩnh mạch não rồi, như là căn nguyên tăng đông, như căn nguyên nhiễm khuẩn mạch não chẳng hạn, nó sẽ phải điều trị căn nguyên, đấy là điều đương nhiên. Thế thì qua nốt lại một số cái căn nguyên thường gặp khá là đau đầu, khá là lằng nhằng, chúng ta sẽ bước đến những cái phần tiếp theo nó có cái tính logic nhiều hơn, ít kể lể hơn. Đó là cái chảy máu não tiến triển hay là hematoma expansion, là HE đấy. HE là gì? Thì định nghĩa trước bây giờ chúng ta vẫn định nghĩa là chảy máu não tiến triển này. Với cái phần lớn tác giả chúng ta sẽ quy định với cái thể tích máu tụ lớn tăng tiến triển trên 6 ml hoặc là trên 30% thì người ta đã gọi là chảy máu tiến triển rồi. Trong đó hai nghiên cứu lớn nhất là Interact 2 thì lấy máu tụ tiến triển theo đích là 12,5 ml và trên 33%. Đương nhiên là con số này chỉ là ước lượng thôi. Và nghiên cứu Attack 2 là trên 33%, là hai nghiên cứu mà lớn nhất về sự tiến triển của máu tụ và kiểm soát huyết áp. Đến thời điểm hiện tại bây giờ thì cái mức độ cái cut off của chẩn đoán chảy máu não tiến triển là hai nghiên cứu là chúng tôi đề cập ở đây trên 12,5 ml hoặc là trên 33%. Trong đó thì cái tiên lượng mà chảy máu não tiến triển thì trước giờ có nhiều thang điểm đề ra, nhưng mà thang điểm spot size vẫn là cái thang điểm có giá trị tiên lượng tốt nhất trong tiến triển của máu tụ, kể cả derivation và validation, tức là cái giá trị tiên lượng của nó cũng như là giá trị thẩm định lại cái thang điểm này với nhóm bệnh nhân khác thì đều mang giá trị cao hơn hẳn so với những thang điểm khác, như thang điểm 9 point này, thang điểm Brick A, Brick B hay là thang điểm ICS Global Score đều mang giá trị nó cao hơn. Và thang điểm spot size trên mạch máu não chúng ta sẽ thấy là một ở trên CT thường chúng ta sẽ không thấy cái spot size đâu, mà chỉ khi mà chúng ta tiêm thuốc chúng ta thấy là cái mạch máu, chúng ta sẽ thấy một cái điểm động độ tăng gấp khoảng 2 lần xung quanh hoặc là tối thiểu là 120 hertz field trên cái trong cái khối máu tụ này. Đấy, đây là cái điểm spot size, và kích thước của điểm spot size thường là khoảng là 1 đến 2 mm và đường kính trung bình khoảng là 1,5 mm, và cái vùng này đương nhiên là không tương xứng với cả đậm độ trên CT, và cái đậm độ này là đậm độ trên CT có tiêm thuốc, là cái bản thân bản chất cái vùng này là cái vùng mà thuốc đang lắng đọng lại vị trí này làm tăng cái cản âm cản quang tại cái vị trí này, và vị trí này thì là một cái điểm nó không liên quan đến mạch máu. Đấy là người ta gọi là dấu hiệu spot size. Đấy. Tương tự giống như hình ảnh ở dưới, CT ở dưới chúng ta không thấy cái điểm nó tăng âm cả, nhưng mà khi mà tiêm thuốc chúng ta thấy một cái điểm tăng cản quang lên khác hẳn so với vùng xung quanh, ít nhất là phải hai lần đậm độ cái vùng xung quanh. Thì đấy là dựa spot size, và nguy cơ mà chảy máu não tiến triển sau 24 giờ chụp lại thấy là không máu tụ tiến triển tăng rất nhiều so với phim cũ. Cái phim ở dưới cũng tương tự giống như vậy. Vì thang điểm spot size chúng ta sẽ đánh giá được, một là cái số điểm spot size trong cái khối máu tụ đấy, một điểm, hai điểm hay là ba điểm. Nếu mà trên 3 điểm thì tính là hai điểm thang điểm spot size. Cái kích thước của spot size nếu mà trên 5 mm thì chiếm khoảng 2 điểm, và đậm độ của cái spot size đấy nếu mà trên 180 thì là 1 điểm, và nếu mà spot size mà điểm trên 3 điểm thì gần như là cái máu tụ có tiến triển gần chắc chắn đến tận 94%, là 4 điểm này gần chắc chắn là sẽ tiến triển. Với spot size mà không đến 1 điểm thì nguy cơ tiến triển nó có thể là sẽ thấp hơn khoảng tầm dưới 30%. Đấy. Và đương nhiên là máu tụ tiến triển sẽ dẫn đến cái chuyện mà
outcome cũng như kết cục bệnh nhân sẽ có tồi hơn, spot size 4 điểm, 3 điểm, nguy cơ máu tụ tiến triển rõ ràng, nguy cơ tử vong và tàn tật của bệnh nhân sẽ cao hơn rất nhiều so với những nhóm bệnh nhân ở dưới. Đây là những nghiên cứu mà khá là kinh điển, anh chị phải nhớ. Thế thì vậy thì chúng ta chẩn đoán cái dấu spot size là rất quan trọng, thì chúng ta cũng phải nhớ là spot size này có thể nó lừa mình, tức là những cái dấu hiệu mà nó giống spot size nhưng mà không phải là dấu hiệu mà spot size. Đây là dấu hiệu đầu tiên, nhưng là chúng ta thấy là cái CT sọ não cũng đã có những cái đám mà tăng tín hiệu ở đây rồi, và CTA thì cũng có cái đám tín hiệu tăng tương xứng, mặc dù nó tăng tỷ trọng nó cao hơn những vùng xung quanh. Tuy nhiên thì đây là PCA thường đã có tăng tín hiệu rồi, và đây là những cái đám rối vôi hóa của mạch mạc và u đấy. Và thứ hai, cái trường hợp dưới đây thì có thể là CT thường không thấy spot size đâu, CTA khi tiêm thuốc vào có spot size, nhưng mà đây khi chúng ta dựng hình mạch lên chúng ta thấy là cái vị trí spot size liên tục với mạch máu não, và đây cũng không phải là dấu hiệu spot size nữa, mà đây chỉ là cái mạch máu não đơn thuần mà thôi. Đấy, thì chúng ta cũng phải nhớ là cần loại trừ dấu hiệu mà nghi ngờ, cái dấu trị mà lừa mình nó không phải là spot size. Thế thì ngoài spot size ra chúng ta còn có những cái dấu hiệu khác trên CT thường. Đấy, ngoài tiêm thuốc ra chúng ta có CT thường đánh giá được cái mức độ mà tiến triển của máu tụ như bằng CT thường, như là dấu hiệu mà pha trộn máu blend size đây, cái khối máu tụ bờ nó không đều, bắt đầu hòa trộn máu cũ đã máu mới, máu đông và máu trôi đông hòa lẫn lại với nhau. Các dấu hiệu ổ chống âm black hole, các dấu hiệu như hình thái bất thường irregular shape là hình thái cái bờ của máu tụ không đều, và nguy cơ là cái bờ này sẽ nham nhở và nó sẽ tiến triển của máu tụ trên cái bờ nham nhở này. Cái dấu hiệu cuối cùng là dấu hiệu vệ tinh insulin size, dấu hiệu thủy đạo đây, tức là khối máu tụ nhỏ nhỏ bên cạnh khối máu tụ lớn, và diễn biến có thể là hai khối máu tụ nó tiến triển và nó gộp lại với nhau thành một. Thì ngoài spot size là những cái dấu hiệu mà tiên lượng cho máu tụ rất là tốt, hiệu quả cao hơn rất nhiều, giá trị tiên lượng cao hơn rất nhiều, nhưng mà phải tiêm thuốc chúng ta mới đánh giá được, thì còn có bốn dấu hiệu này nữa chúng ta cũng lưu ý đến để có thể chi thường chúng ta có thể đánh giá và tiên lượng mức độ chảy máu rồi. Chúng ta hãy cố gắng nhớ những dấu hiệu này để khi mà nhìn một cái CT não chúng ta có thể tiên lượng được mức độ mà cái chảy máu não tiến triển cao hay thấp. Nhưng mà cũng phải lưu ý là bốn dấu hiệu này cái nguy cơ chảy máu tiến triển nó thấp hơn nhiều so với cả cái giá trị tiên lượng của spot size, nhưng mà chắc chắn nó sẽ cao hơn so với bệnh nhân mà không có dấu hiệu nào trong bốn dấu hiệu này. Và cái chảy máu não tiến triển thì thường nó sẽ nằm trong 3 giờ đầu và nhiều khởi gặp nhất, và cái nguy cơ để giảm dần theo thời gian 6 đến 12 tiếng, và sau 24 tiếng thì cái nguy cơ chảy máu não tiến triển rất thấp. Thì Guideline ASA bây giờ nó đưa ra một cái khuyến cáo khá là hay khi mà chúng ta chụp CT series ở mốc 6 giờ và mốc 24 giờ. Tuy nhiên thì chúng ta cái mốc 6 giờ này chúng ta phải cân nhắc cái thời điểm chúng ta vào viện chụp CT so với mốc 6 giờ này nó quá gần nhau, có thể bỏ bớt cái mốc 6 giờ này đi, vì nếu nó quá gần nhau thì chụp nó không giá trị gì cả. Đấy. Và mốc thời gian chụp lại sau 24 giờ tính từ khi onset, đấy là hai mốc thời điểm chụp CT series, tức là chụp một dãy CT luôn để đánh giá khối máu tụ tiến triển, là mốc bắt đầu vào viện chẩn đoán được chảy máu não, mốc 6 giờ, mốc 24 giờ, đấy là những mốc quan trọng chúng ta cần chụp CT. Tuy nhiên thì đây là những khuyến cáo của nước ngoài và nó sẽ vướng tương đối nhiều đến các bảo hiểm nếu mà triển khai ở Việt Nam, và cái khuyến cáo này có lẽ là cũng phải cá thể hóa trong từng trường hợp đối với điều kiện Việt Nam mình bây giờ, có lẽ là cũng khá là khó triển khai nếu mà chụp CT series bây giờ nếu mà vướng vấn đề liên quan bảo hiểm. Và chụp lại thì ngoài mốc 6 giờ đến 24 giờ chúng ta sẽ chụp lại ngay khi bệnh nhân mà suy giảm ý thức, chúng ta sẽ chụp lại ngay trong suốt quá trình theo dõi đấy, thậm chí là kể cả bệnh nhân sau 24 giờ có suy giảm ý thức chúng ta sẽ chụp lại CT sọ não ngay lập tức để đánh giá này có máu tụ tiến triển hay là cái vùng cổ não xung quanh nó đè đẩy có tụt kẻ não có hay không. Đây là cái khối máu tụ nguy cơ. Và thứ hai là chúng ta sẽ đến cái phần tương đối quan trọng, đó là kiểm soát cái nguy cơ chảy máu tiến triển, và cái kinh điển đó chính là kiểm soát huyết áp. Cái câu chuyện được bàn luận rất lâu nay của Việt Nam cũng như là toàn thế giới rồi, mức độ huyết áp kiểm soát như thế nào trong chảy máu não. Tại vì chúng ta phần lớn chúng ta thấy là 23% bệnh nhân có dị dạng mạch máu lớn, và khoảng tầm 75-80% bệnh nhân là không có dị máu não, và thường chúng ta quy kết cái nhóm đấy là liên quan đến chảy máu não nguyên phát hay là chảy máu não liên quan đến tăng huyết áp đấy, thì chính là cái nhóm bệnh nhân mà cần kiểm soát huyết áp này, đặc biệt là ngặt nghèo đấy. Nhưng mà tuy nhiên thì từ trước đến giờ thì mốc huyết áp thì cũng chưa có cái mốc nào mà cụ thể hóa và rất may là cái gala AHA 2022 đưa chúng ta một vài cái
cái chỉ điểm cũng như là recommend khá là hay, khá là chi tiết để đích kiểm soát huyết áp này. Vì khi mà huyết áp thì vì cái câu chuyện trước giờ chúng ta vẫn bàn luận nhau là gì, nếu huyết áp quá cao thì rõ ràng là chảy máu não sẽ tiến triển, nhưng mà khi huyết áp quá thấp thì cái vùng phù nề xung quanh nó sẽ tăng lên đấy. Và mức độ huyết áp nào là hợp lý, cân nhắc giữa hai vùng. Khi mà huyết áp để quá cao thì chảy máu não tiến triển, khi mà chảy máu huyết áp để quá thấp thì vùng phù nề xung quanh nó sẽ tăng lên. Đấy là để mức độ huyết áp giữa như thế nào cho nó hợp lý. Thì chúng ta thấy là cái guideline của châu Âu 2021 chúng ta đề cập rất nhiều nghiên cứu để theo dõi huyết áp, điều chỉnh những bệnh nhân. Tuy nhiên thì mức độ bằng chứng nó cũng không rõ ràng, vì khi mà tất cả bệnh nhân mà chúng ta kiểm soát tốt ấy, thì cái tỷ lệ tử vong gần như không thay đổi gì cả, không thay đổi gì cả giữa hai cái nhóm kiểm soát tốt và kiểm soát theo kiểu truyền thống. Và cái kết cục mà outcome tốt của bệnh nhân thì hai nhóm gần như không khác biệt nhau là mấy, và chỉ có khác biệt chúng ta kỳ vọng là cái nhóm bệnh nhân mà kiểm soát sớm thôi, tức là dưới 6 giờ thì có thể là cái khả năng mà tiến triển của máu tụ sẽ thấp hơn so với nhóm mà không kiểm soát theo kiểu truyền thống. Nếu mà kiểm soát tích cực theo nghiên cứu của Attack 2 và Interact 2 thì có thể là cái sự tiến triển của máu tụ nó sẽ thấp hơn. Đấy, nhưng mà chúng ta phải chú ý là kiểm soát ở mức độ rất là giai đoạn rất là sớm, trong vòng 6 giờ đầu. Thế còn sau 6 giờ đầu rồi thì gần như là không có sự thay đổi nữa, vì khi đó thì cái nguy cơ chảy máu tiến triển nó thấp hơn rất nhiều. Đấy là cái điểm chú ý trong guideline của châu Âu. Tuy nhiên là khi mà hạ huyết áp quá cao, hạ huyết áp quá nhanh thì chúng ta sẽ bị dẫn đến cái nguy cơ mà suy thận cấp, kể cả với bệnh nhân mà chức năng thận bình thường trước khi vào viện. Thì mức độ huyết áp hạ trên 90 ml thủy ngân thì nguy cơ bệnh nhân suy thận cấp tăng rất cao, và bệnh nhân mà bệnh thận mạn trước đó rồi và huyết áp lung thu nó hạ trên 90 ml thủy ngân trong giờ đầu thì nguy cơ một suy thận cấp cũng tăng rất cao. Chính vì thế chúng ta cũng đưa đến một cái guideline của châu Âu năm 2021 là chúng ta kiểm soát huyết áp ở giai đoạn cấp trong 24 giờ đầu tiên, càng sớm càng tốt. Đấy, để kiểm soát huyết áp để đưa ra được cái kết cục bệnh nhân tốt hơn. Đặc biệt bệnh nhân mà trong 6 giờ đầu thì kiểm soát huyết áp tốt dưới mức 140 thì có thể làm giảm nguy cơ mà chảy máu tiến triển, và không nên hạ huyết áp nó quá 90 ml thủy ngân trong giờ đầu vì nguy cơ chảy máu suy thận tiến triển. Nhưng mà mức độ bằng chứng thì tương đối là thấp, mức độ recommend nó khá là yếu. Và không dừng lại ở đó thì châu hội đột quỵ Hoa Kỳ chúng ta vẫn kỳ vọng mức độ huyết áp nó chi tiết hơn so với guideline này, với mức độ bằng chứng nó cao hơn, và chúng ta sẽ nghiên cứu lại hai cái nghiên cứu lớn nhất về kiểm soát huyết áp, đó là nghiên cứu Interact 2 và Attack 2. Trong đó Interact 2 chúng ta sẽ kiểm soát những bệnh nhân mà trong vòng 6 giờ đầu, tức là tương đối sớm. Phần lớn bệnh nhân trong nhóm này thì huyết áp lúc vào viện rất cao, trên 180 ml thủy ngân. Và chúng ta sẽ chia làm hai nhóm, là một là cái nhóm bệnh nhân mà kiểm soát huyết áp theo kiểu truyền thống, tức là dưới 180 ml thủy ngân trong 1 giờ sau khi mà mình quyết định điều trị. Và nhóm thứ hai là sẽ hạ xuống ngay xuống mốc 140 khi mà được bệnh nhân được bắt đầu điều trị, và outcome sẽ là monofaringin sau 3 tháng. Còn nghiên cứu Attack 2 thì sẽ sớm hơn Interact 2, là nghiên cứu những bệnh nhân mà ngay trong 4,5 giờ đầu với mức huyết áp theo kiểu truyền thống là 140-180 trong 24 giờ đầu sau khi mà mình quyết định điều trị. Và cái nhóm mà cảm kiểm soát huyết áp chỉ để duy trì mức 110-140 trong suốt 20 giờ sau khi điều trị thôi. Thì đây là cái trend huyết áp rồi cả hai nhóm. Mà thấy là Attack 2 chủ yếu là cái huyết áp trong nhóm can thiệp chúng ta sẽ loanh quanh ở mức khoảng tầm 120 đến 130 trong 24 giờ đầu, tức là mức độ huyết áp khá là thấp. Trong đó thì mức huyết áp ở nhóm điều trị standard, là nhóm mà điều trị đối chứng ấy, thì mức lại là quanh khoảng 140 đến 150. Đấy, tức là mức độ cũng khá là thấp so với cả những cái mốc dưới 180 để đã đề ra, nó khá là thấp. Và nghiên cứu Interact 2 thì trending nó cũng tương tự giống như vậy, cũng khác một chút là mức độ huyết áp của nhóm kiểm soát thì nó sẽ quanh mức khoảng tầm 140, và cái nhóm mà kiểm soát theo kiểu cổ điển thì nó lại cũng thấp, cũng chả khác là nhóm can thiệp là mấy, mà thường quanh mốc khoảng tầm 150. Thế thì chúng ta thấy hai cái nhóm mà can thiệp với hai nghiên cứu này nó cũng không khác biệt là mấy, chênh nhau khoảng tầm 10 đến 20 mét thủy ngân, và đều ở những nhóm mà mức độ huyết áp tương đối thấp. Đặc biệt ở Attack 2, mức độ huyết áp duy trì chỉ khoảng tầm 120 ml thủy ngân với huyết áp âm thu, rất là thấp. Thì phân tích gộp hai nghiên cứu lớn nhất Interact 2 và Attack 2, chúng ta thấy một cái điều khá là hay là với những bệnh nhân mà huyết áp dao động nó càng nhiều á, tức là huyết áp dao động trong ngày nó càng nhiều thì cái outcome tồi tệ nó càng cao và cái nguy cơ chảy máu tiến triển nó càng cao, chứ không phải là mỗi mức độ huyết áp mà là cái dao động huyết áp trong ngày mới là cái nguy cơ làm tiến triển khối máu tụ nó cao hơn. Đấy,
ta thấy đây SD up, đây là cái sự dao động của huyết áp tuần thu trong ngày. Dao động càng cao thì nguy cơ máu tụ tiến triển càng tăng và cái kết cục thần kinh nó càng tồi. Đấy là cái mà khá đặc biệt khi mà nghiên cứu này nó rút ra. Đây là cái dao động huyết áp trong ngày, thậm chí nó còn quan trọng hơn so với cả đích huyết áp. Và đích huyết áp giữa hai nghiên cứu này chúng ta thấy là cái đích huyết áp chỉ cần dưới 150 có lẽ là đã đủ rồi. Đấy, với kiểm soát cái cục máu tụ tiến triển cũng như là cái cục thần kinh cũng như là tỷ lệ tử vong thì dưới 150 mới thành cân đã là đủ rồi. Nhưng mà và một cái điểm đặc biệt nữa là với những bệnh nhân mà thay đổi huyết áp trong 1 giờ đầu tiên ấy, trên 60 mới thủy ngân thì lại ba kết cục có tồi tệ hơn. Tức là những bệnh nhân mà kiểm soát huyết áp nó quá nhanh, hạ huyết áp nó quá nhanh thì kết cục bệnh nhân thần kinh đầu ra lại còn tồi tệ hơn. Nên là do vậy cái khuyến cáo trong cái nghiên cứu giữa hai cái nghiên cứu rất lớn này chúng ta rút ra được một số cái như là một là cái mức độ biến thiên huyết áp trong 24 giờ đầu ấy, càng nhỏ càng êm dịu thì kết cục bệnh nhân nó càng tốt hơn. Nên cái điều này khá là thực tế khi mà bệnh nhân chảy máu não thì sinh hoạt tại giường lúc thì buồn nôn lúc thì đi ngoài thậm chí có bệnh nhân còn 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 vật vã kích thích thì huyết áp trong ngày dao động rất là nhiều và chính cái chuyện đó sẽ làm cái máu tụ tiến triển và cái nguy cơ bệnh nhân tử vong sẽ cao hơn nhiều. Cái sự huyết áp thay đổi 1 giờ đầu tiên dưới trên 60 thì kết cục sẽ tồi hơn, nó cũng gần giống guideline châu Âu nhưng mà cut off của nó là 60 mét thủy ngân, nó khá giống với cả cái mức mà guideline của điều trị tăng huyết cấp cứu giống như bác sĩ cấp cứu chúng ta vẫn đang thường làm, tức là trong giờ đầu tiên chúng ta sẽ không hạ quá 25%. Nhưng mà cái chảy máu não này thì cũng khuyến cáo nó thấp hơn nhiều so với mức 90 mét thủy ngân ở khuyến cáo của châu Âu. Ở phân tích dưới nhóm tiếp của nghiên cứu Attack 2 ấy, nếu mà bệnh nhân mà trong giai đoạn rất sớm chúng ta thấy là cái nghiên cứu của châu Âu nó cut off là mức độ 6 giờ, tức là với nó nghiên cứu trong cái nhóm bệnh nhân dưới 6 giờ thì chúng ta lại tìm mới tiếp trong cái nhóm đấy chúng ta lại chia ra cái nhóm nhỏ hơn nữa, tức là nhóm bệnh nhân mà dưới 2 giờ và nhóm bệnh nhân trên 2 giờ, tức là được can thiệp trong 2 giờ đầu và sau 2 giờ đầu ấy. Thì chúng ta thấy là những cái bệnh nhân mà được kiểm soát huyết áp tốt mà ngay trong vòng 120 phút đầu tính từ khi khởi phát ấy, thì kết cục mà Morpharynkin nữa là cái cục mà chức năng thần kinh sau khi ra viện tốt hơn hẳn so với nhóm bệnh nhân mà được điều trị nhóm đối chứng. Ngược lại cái nhóm bệnh nhân mà điều trị sau 2 giờ thì chúng ta thấy là cái hai cái nhóm mà kết cục thần kinh không khác biệt gì cả với P không bằng 0,13 lớn hơn 0,05, tức là không thấy khác biệt nhiều so với nhóm mà bệnh nhân kiểm soát sau 2 giờ. Thì đây mốc đây chúng ta thấy là gì, một là bệnh nhân giai đoạn rất sớm vào trong 2 giờ đầu thì chúng ta có 1 giờ để chúng ta hạ huyết áp đến cái đích của Attack 2 hoặc là Interact 2, mức là mức khoảng 120 đến 140 thì cái kết cục bệnh nhân sau này sẽ tốt hơn. Đấy là nghiên cứu cũng khá là hay mà cái mức độ bằng chứng nó rõ ràng hơn hẳn so với cái nhóm mà châu Âu trước đây khuyến cáo. Và đây đặc biệt đây là gì, đây là Morpharynkin, tức là cái cục ra viện chứ không phải đơn thuần là mỗi không máu tụ đơn thuần tiến triển giống như bên châu Âu đã nói, và châu Âu họ chỉ tìm được bằng chứng là không máu tụ tiến triển, còn đây là nếu mà dưới 2 giờ thì cái cơ hội mà kết cục thần kinh nó sẽ tốt hơn nhiều. Và cái đích huyết áp ở đây chúng ta sẽ đề ra có thể theo cái nghiên cứu của Interact 2, tức là quanh mốc 140, hạ càng sớm là tốt. Thế vậy thì đích huyết áp cân bằng cái nguy cơ chảy máu tiến triển và nguy cơ tí máu cho cái vùng chèn ép xung quanh ấy, thì rõ ràng là nếu huyết áp chúng ta để nó quá thấp như là để khoảng tầm 120 giống như Attack 2 chẳng hạn thì cái vùng xung quanh đấy hoặc là Interact 3, 2 chúng ta để đẩy huyết áp tâm thu xuống khoảng tầm 140 thôi hoặc là quanh 150 thôi thì cái vùng đấy huyết áp đấy nó có đủ để tưới máu cho cái vùng phù nề xung quanh hay không. Thì đấy chúng ta sẽ cùng đi đến một cái nghiên cứu khá là hay, một cái fun fact, một cái sự thật thú vị về chảy máu não, đó là một tác giả Butcher cũng tham gia cái báo cáo hồ đột quỵ của Việt Nam năm hồ đột quỵ quốc tế ngày tháng 11 của đột quỵ Bạch Mai tổ chức. Chúng ta thấy là những cái bệnh nhân mà chảy máu não chúng ta chụp tưới máu não để tìm cái viền phù não giảm tưới máu xung quanh cái cục máu tụ này thì chúng ta sẽ là hai nhóm, một là cái nhóm bệnh nhân mà kiểm soát theo tích cực dưới 150 thủy ngân khá giống theo cái nhóm mà Interact 2 đấy, và nhóm thứ hai là bệnh nhân mà huyết áp dưới 180 theo kiểu kinh điển. Thì cái nhóm bệnh nhân chúng ta lựa chọn đây phần lớn là bệnh nhân nằm trong thời gian cửa sổ khoảng tầm 8 giờ tính từ khi khởi phát, và cái nhóm mà bệnh nhân can thiệp thì mức độ huyết áp quanh khoảng tầm 120 140, và cái nhóm bệnh nhân mà đối chứng thì mức độ huyết áp quanh khoảng 160 170. Thì chúng ta thấy là cái khối máu tụ ở đây thì cái viền phù não xung quanh gần như là không khác biệt giữa hai cái nhóm.
kiểm soát huyết áp dưới 150 và dưới 180. Đấy, phân kích đa biến chúng ta thấy gần như nó không khác biệt nhau giữa cái vùng phù nề xung quanh, không khác biệt của ý thống kê giữa hai cái nhóm mà để huyết áp dưới 180 và 150. Thế vậy thì chúng ta thấy là gì? Cái mức độ huyết áp dưới 150 có thể là an toàn với những cái vùng phù não xung quanh. Đấy, chúng ta có thể đạt được cái mức độ huyết áp như thế. Thế vậy thì cái guideline của châu Âu, guideline của đột quỵ não Hoa Kỳ, chúng ta có mức độ huyết áp nó khá là chi tiết hơn so với châu Âu. Đó, chúng ta sẽ để cái mức độ huyết áp là gì? Quanh cỡ khoảng tầm 140 là an toàn và có thể duy trì ở mức độ khoảng tầm 130 đến 150. Đây là cái mức độ huyết áp nó khá là rõ ràng hơn so với những guideline trước và rõ ràng hơn so với guideline của châu Âu. Và cái này thì gì? Mang lại kết cục outcome tốt hơn so với bệnh nhân. Một là cái nguy cơ chảy máu tiến triển nó thấp hơn, và thứ hai là cái nguy cơ mà cái vùng phù não xung quanh nó phù nề là thấp và gần như tương đương với cái nhóm mà để mức huyết áp cao theo kiểu truyền thống, gần như tương đương với nhau. Và đây là cái mức huyết áp khá là hay và chi tiết của AHRA. Và những thuốc huyết áp đừng dùng tĩnh mạch thì chúng ta có thể nhiều lựa chọn khác nhau như labetalol, nicardipine hoặc enalaprine. Trong đó thì Việt Nam thì phổ biến nhất là chúng ta vẫn dùng nicardipine. Labetalol cũng là những cái thuốc mà rất được hay dùng, nhưng mà tuy nhiên ở Việt Nam thì hiện tại chưa có. Thì hiện tại bây giờ thì ở Bạch Mai chúng tôi vẫn đang dùng cái nicardipine, đường truyền tĩnh mạch, liều khởi đầu có thể thấp hơn cái liều năm này một chút, có thể liều luân quanh khoảng từ 2 đến 3 và tăng liều lên sau mỗi khoảng tầm 10 đến 15 phút nếu không đạt đích. Và chốt lại cái những cái nội dung mà thay đổi này thì chúng ta như nốt lại mấy vấn đề. Một là gì? Mục tiêu huyết áp thay đổi từ từ về êm dịu sẽ mang lại kết cục bệnh nhân tốt hơn. Hai là trong 1 giờ đầu thì không nên giảm quá 60 miếng thủy ngân. Và cái mốc này khác so với mốc 90 của guideline của châu Âu trước đó. Và đích chỉ quanh khoảng 140 miếng thủy ngân, tức là khoảng tầm 130, 150 là an toàn cho bệnh nhân. Có thể kéo dài trong 24 giờ đầu và có thể kéo dài đến 72 giờ đầu. Trong cái nghiên cứu của Interact 2, chúng ta có thể lựa chọn một trong hai mốc. Nhưng mà thực ra mà nói thì với mức độ 140 thì cũng là mức độ huyết áp mà điều trị đích của cái bệnh nhân tăng huyết áp thông thường rồi. Thì có lẽ là cái 140 này chúng ta sẽ để thời gian kéo dài hơn sau đó. Và đặc biệt là chúng ta chú ý là không để huyết áp nó dưới mức tâm thu dưới 130, vì và châu Âu thì là mức 110. Và khi mà hạ huyết áp nó quá mức như này thì có thể là gây nguy cơ mà suy thận bệnh nhân sẽ tăng lên. Nếu bệnh nhân mà trong đoạn tối cấp trong 2 giờ đầu á, giống như nghiên cứu nhỏ của Interact 2, thì cho phép chúng ta hạ huyết áp đích trong vòng 1 giờ đầu luôn, tức là trong 1 giờ đầu chúng ta có thể hạ huyết áp đến đích, thậm chí là 220 chúng ta tụt phát xuống 140 trong 1 giờ luôn. Đấy. Và đúng, và những đối tượng đó chúng ta chỉ áp dụng với những bệnh nhân mà giai đoạn tối cấp trong 2 giờ đầu mà thôi. Và trong guideline của châu Âu sẽ là trong 6 giờ đầu, nhưng mà với nguy cơ mà chảy máu tiến triển chứ không phải là nguy cơ mà kết cục ra viện đầu ra tốt như AHRA. Và những thuốc huyết áp từng dùng như là chúng ta có thể dùng đường tĩnh mạch ưu tiên hơn như nicardipine hoặc là labetalol, hoặc là bất kỳ thuốc huyết áp đường tĩnh mạch nào chúng ta có thể có để huyết áp đạt đích giống như vừa rồi. Và chúng ta thấy là những cái bằng chứng đưa ra chỉ ở mức độ 2B, tức là những cái con số này cũng chỉ là cái mức độ mừng tượng và chấp ghép của nhiều nghiên cứu khác nhau và nhiều cái subgroup khác nhau. Tuy nhiên thì cái primary outcome, cái cục chính bệnh nhân thì vẫn chưa thực sự là thuyết phục. Và do vậy thì nghiên cứu Interact 3 tiếp tục sau Interact 2 nó sẽ đã được triển khai, và Bạch Mai cũng là một trong số những cái đơn vị thu tuyển rất nhiều bệnh nhân Interact 3. Và chúng ta sẽ hy vọng là Interact 3 khi công bố cái kết quả thì sẽ mang lại cái khuyến cáo rõ ràng hơn và mức độ khuyến cáo mạnh hơn trong thời gian sắp tới, và đặc biệt là với bệnh nhân mà Việt Nam luôn, trong điều kiện Việt Nam nó sẽ mang giá trị nó cao hơn so với chúng ta chỉ tham khảo cái guideline của nước ngoài. Phần tiếp theo để kiểm soát cái nguy cơ chảy máu tiến triển, đó là chảy máu điều trị cái rối loạn đông máu. Điều trị rối loạn đông máu sẽ tập trung vào kiểm soát cái thuốc đang dùng, như là thuốc những cái thuốc NOAC đang dùng này, cái thuốc kháng viêm K, heparin, kháng tiểu cầu, hoặc là thậm chí Việt Nam có những cái thuốc mà không rõ loại như là ăn cung ngư hoàn hoàn, những cái thuốc để biết là thuốc dựa vào đột quỵ kiểu gì và cơ chế nào, chúng ta cũng sẽ điều trị rối loạn đông máu đấy theo guideline của AHRA với cái thay đổi không nhiều so với guideline cũ. Nếu bệnh nhân mà đang sử dụng kháng vitamin K thì đích đến chúng ta sẽ đẩy IR xuống dưới 1,3. Nếu bệnh nhân mà IR trên 2, chúng ta có thể ưu tiên dùng cái protein cô đặc luôn, từ 25 đến 50 đơn vị trên cân nặng. Và nếu mà đích IR thì 1,3 đến 1,9 thì sẽ dùng 10 đến 20 đơn vị trên kilogram trên nặng. Và vitamin K thì vẫn được khuyến cáo mức độ 1A, mức độ cao nhất. Tuy nhiên thì với nhóm bệnh nhân này chúng ta thấy là gì? Cái
thrombin cô đặc ấy, thì nó hiện tại nó vẫn chưa được sẵn sàng ở Việt Nam, sẵn sàng các cơ chế cơ sở y tế khác có thì tương đối khó. Ở Bạch Mai thì chúng tôi cũng chưa sẵn sàng có thrombin cô đặc mà chỉ áp dụng cho một số cái trường hợp mà đặc biệt là bệnh lý huyết học thôi. Đấy, và cái số lượng sản phẩm hiện tại bây giờ còn tương đối là khan hiếm mà giá trị giá thành tương đối đắt. Nên hy vọng là trong một thời gian tới thì về mặt cơ chế chúng ta thuốc thang sẽ có đầy đủ hơn, nó sẽ có thể tiếp cận với thrombin cô đặc để xử trí nhanh cho bệnh nhân mà đang sử dụng thuốc kháng vitamin K có IR cao, có thể xử trí nhanh được. Chứ hiện tại bây giờ chúng ta vẫn đang dùng cái liều mà huyết tương tươi đông lạnh từ 10 đến 15ml cân nặng, thì nguyên cái quá trình mình lĩnh huyết tương về đã mất khoảng vài tiếng đồng hồ, truyền huyết tương đã mất vài tiếng đồng hồ và mất cái thời gian vàng của điều trị bệnh nhân. Khi mà chúng ta truyền được huyết tương về IR bình thường thì cái khối máu tụ nó tiến triển rất là lớn rồi. Đấy. Và vitamin K thì khuyến cáo mức độ 1A, nhưng mà tuy nhiên thì vitamin K cũng phải cần có thời gian để gan nó tạo thêm yếu tố đông máu mới, và thời gian đấy thì rất là dài và cái máu tụ tiến triển rất là nhanh rồi, tiến triển rất là lớn rồi. Các cái nhóm bệnh nhân dùng NOAC khác càng ngày càng phát triển, nhất là những đối tượng bệnh nhân tim mạch như là nhóm dabigatran, các nhóm bệnh nhân NOAC kháng yếu tố 10A thì chúng ta sẽ sử dụng prothrombin cô đặc hoặc là những cái thuốc đối kháng như là idarucimab đối với dabigatran hoặc là adesinat alpha với các yếu tố 10A khác như là rivaroxaban hoặc là apixaban. Đây là những cái nhóm bệnh nhân đang dùng NOAC có chảy máu não, chúng ta sẽ dùng thrombin cô đặc hoặc là antidot, có thể kết hợp combine cả hai cái cùng kèm theo với nhau, trung hòa cái ưu dụng đông máu đó. Ở những bệnh nhân mà dùng heparin thì protamin thì vẫn được khuyến cáo để trung hòa cái heparin. Thì những cái kiến thức này có lẽ là những cái mà khá là kinh điển rồi, chỉ có thay đổi ở những cái protamin cô đặc này thôi. Và trong đó thì chắc cái loại NOAC thì càng ngày càng được dùng nhiều, giá thành thì cao nhưng mà cái hiệu quả và tác dụng phụ của nó tương đối là đạt kỳ vọng, nhưng do vậy càng ngày càng nhiều dùng NOAC. Và trong đó thì chúng ta hết sức là lưu ý là cái chuyện NOAC này, hai cái kháng NOAC như idanuximab và adesinat alpha thì hiện tại bây giờ thì rất là khan hiếm trên thị trường Việt Nam vì giá thành rất là đắt, và đặc biệt adesinat còn chưa có trên thị trường Việt Nam. Thì hiện tại Việt Nam chỉ có một số cái bệnh viện lớn mình có idarucimab để kháng trung hòa cái dabigatran trong trường hợp mà chảy máu não hoặc là đột quỵ não cấp mà cần tiêu xuất huyết ấy, chúng ta có thể dùng idarucizumab để trung hòa cái dabigatran này. Và Bạch Mai rồi cũng có một ca khá là hay khi mà tiêu xuất huyết sau khi bệnh nhân mà dùng cái kháng dabigatran này, thì chúng ta cũng phải lưu ý đến khi mà chúng ta có bệnh nhân chảy máu não đang dùng NOAC thì chúng ta cũng phải cân nhắc chuyển lại cái bệnh viện lớn hơn có những thuốc trung hòa hoặc là có những xử trí sâu hơn về huyết học để chúng ta xử lý. Còn những cái heparin và kháng vitamin K thì cũng là những cái mà chúng ta đã gặp và xử trí nhiều năm nay rồi. Những cái chuyển tiểu cầu và yếu tố 7A thì vẫn chưa được khuyến cáo, không khác so với guideline 2015. Tuy nhiên thì chuyển tiểu cầu chúng ta cũng phải nhấn mạnh là trong một số trường hợp chảy máu não mà bệnh nhân đang dùng tiểu cầu thì có thể chúng ta sẽ cân nhắc chuyển tiểu cầu từ 1 đến 2 cái đơn vị để chúng ta phẫu thuật để làm cái cuộc phẫu thuật nó thuận lợi hơn, dễ cầm máu hơn cho bệnh nhân. Và cái khuyến cáo chuyển tiểu cầu chỉ trong trường hợp bệnh nhân chảy máu não mà có dùng kháng tiểu cầu như là aspirin, như là clopidogrel thì chúng ta cứ dùng được thôi, còn không thì chúng ta không nên chuyển tiểu cầu. Và chuyển tiểu cầu chỉ trong trường hợp bệnh nhân giảm tiểu cầu dưới 100 thì có thể chúng ta sẽ chuyển tiểu cầu lên trên mức 100 để hạn chế cái chảy máu tiến triển mà thôi. Các yếu tố 7A thì thị trường Việt Nam cũng đang khá là khó khan hiếm cái yếu tố 1A và cũng chưa được khuyến cáo chảy máu não chuyển một cách thường quy. Transamin thì là những cái thuốc mà khá là thân thuộc với các nhân viên y tế ở Việt Nam. Tuy nhiên thì cái mức độ khuyến cáo thì vẫn chưa có đủ bằng chứng để khuyến cáo transamin dùng một cách thường quy trong chảy máu não. Tuy nhiên là với điều kiện ở Việt Nam thì chúng tôi vẫn kỳ vọng là cái mức độ transamin cao hơn với những bằng chứng hiện tại bây giờ. Là hy vọng là transamin nó có giá trị trong chảy máu não để những cái tuyến cơ sở, những cái bệnh viện ở đơn vị xa hoặc những cái đơn vị nó khó khăn chẳng hạn, chúng ta có thể có transamin sẵn sàng trong tủ. Chúng ta có thể tiêm bệnh nhân, có thể sử dụng cho bệnh nhân trước khi chúng ta vận chuyển để hạn chế nguy cơ chảy máu não tiến triển. Thì mới đây cũng có một cái phân tích meta sau một loạt cái thất bại của các cái nghiên cứu như là Stop Argus này, tích 1, tích 2 từ những cái năm tương đối xa rồi, 2010 mấy rồi, cách đây khoảng 5 đến 7 năm rồi. Thì những cái nhóm nghiên cứu này phần lớn là đều thất bại, để khẳng định cái vai trò của transamin thì chúng ta đều thất bại. Nghiên cứu rất lớn, đấy, thậm chí có những bệnh nhân nghiên cứu hơn 2.000 bệnh nhân. Nhưng mà kết quả thì hầu hết là đều cho là âm tính, rất là thất tiếc.
Tuy nhiên thì phân tích dưới nhóm những cái nghiên cứu hệ thống này, chúng ta thấy là với những bệnh nhân mà có yếu tố mà chảy máu não tiến triển giống như là cái phim lúc nãy chúng ta thấy dấu hiệu black hole, dấu hiệu trống âm đấy, dấu hiệu pha loãng máu spot size hoặc đảo, dấu hiệu thủy đảo, chúng ta thấy là trùng transaminin nó vẫn có giá trị đấy, vẫn có cái giá trị mà cầm máu tốt hơn so với cái nhóm bệnh nhân mà không có dấu hiệu đó, thì rõ ràng là transaminin nó vẫn là những cái gì đó mà kỳ vọng, là hiện vọng, là những cái nghiên cứu sắp tới đưa ra những bằng chứng mới để chúng ta có thể dùng transaminin cho bệnh nhân chảy máu não, mang lại cái lợi ích cho bệnh nhân đấy, trong khi mà chúng ta chưa thể xử lý được ngay, chúng ta không có CT để chụp mạch máu não, chúng ta không có phẫu thuật, chúng ta không có những thuốc trung hòa khác, chúng ta có thể chêm transamin. Hy vọng là sắp tới sẽ có những thông tin nghiên cứu như vậy. Tương tự như vậy, với transamin thì subgroup với những bệnh nhân dùng rất sớm trong 4,5 giờ đầu thì có vẻ giá trị nó vẫn có. Đấy. Với P nhỏ hơn 0,5 có vẻ vẫn có giá trị với một vài cái nghiên cứu nhỏ trong cái nghiên cứu hệ thống này. Và Stop Mosu cũng là một nghiên cứu mà đa trung tâm, đa quốc tế, và Bạch Mai cũng tham gia một trial để tiếp tục cái nghiên cứu thử nghiệm transamin trên những nhóm đối tượng bệnh nhân chảy máu não, và kết quả thì cho tương đối tốt. Tuy nhiên là cái kết quả kiến thức của chính thức của cái nghiên cứu đa trung tâm và đa quốc gia này sẽ chờ để công bố trong một thời gian tới, và Stop Mosu hiện tại đã từng thu tuyển, và hy vọng chúng ta sẽ sớm có một cái guideline mới liên quan transamin, và hy vọng đó là những cái kỳ vọng tương đối lớn để chúng ta có những cái thuốc mà được khuyến cáo rõ ràng, sử dụng một cách thường quy cho bệnh nhân, mang lại hiệu quả là cao, trong nhất là với những tuyến cơ sở mà chúng ta điều kiện là khó khăn. Đấy là qua những cái chảy máu não tiến triển. Thế vậy thì hậu quả chảy máu tiến triển đấy là gì? Và hậu quả chảy máu não đây chúng ta cũng nhắc lúc nãy rồi. Một là cái khối máu tụ đấy hình thành. Đây chúng ta thấy có màu đỏ, đây là khối máu tụ choán chỗ này. Khi máu tụ choán chỗ ra thì rõ ràng là máu này, dịch não tủy và máu đó và nhu mô não thì có thể nó sẽ bị mất đi khoảng trống, và đặc biệt là máu tĩnh mạch với dịch não tủy nó sẽ giảm đi rất nhiều, và áp lực nội sọ sẽ tăng bằng cái cơ chế bù trừ giảm biến tích này. Nhưng mà đến một lúc nào đó thì cái mất khả năng bù trừ, cái máu tụ nó đủ lớn rồi thì cái khả năng bù trừ nó sẽ giảm đi và cái áp lực nội sọ nó sẽ tăng lên rất nhanh, nó chỉ mức độ ở đó giai đoạn này thôi, bù trừ tốt thôi và giảm khả năng bù trừ đến khi mà đến một cái thể tích máu nhất định rồi thì tăng tăng phi mã, tăng hình vống giống như này, và nguy cơ bệnh nhân nặng lên sẽ rất nhanh. Đấy, tức là cái khối máu tụ thể tích quá lớn thì sẽ đe dọa tính mạng bệnh nhân. Và não mình thì luôn có một cái cơ chế bù trừ giữa ICP, CCP, CPP, tức là từ máu não đấy, hoặc là thể tích máu cho 1 gam não, để chúng ta thấy là khi mà cái ICP tăng lên đến mức độ nhất định ngày đó thì mạch máu sẽ giãn ra, trong đó thì mất bù trừ nó sẽ co hắt mạch lại và sẽ làm tăng ICP mà tăng lên phi mã như thế này. Đấy là cái cơ chế bù trừ khi mà lưu lượng mạch máu não giảm và ICP tăng cao thì cái thể tích tế máu não sẽ giảm và cái tế máu não cũng sẽ giảm theo. Thì ICP chúng ta có thể theo dõi bằng nhiều cái biện pháp khác nhau. Đây. Đây là hình ảnh minh họa theo dõi ICP, chúng ta thấy là ngoài theo dõi ICP trong nhu mô, nó có thể là theo dõi ICP trong não thất. Ở thường nó sẽ đặt ở bên bán cầu bên đối diện. Và trên cái sóng ICP này chúng ta sẽ thấy cái sóng nó cũng khá khá là giống hình hình giống giống của sóng động mạch. Như là sóng đầu tiên là chúng ta thấy sóng động mạch đóng này. Hai P2 P3 có thể trùng với nhau là sóng van động mạch chủ và sóng đàn hồi của não nó sẽ dội vào sóng P2. Thì từ cái phân tích của ICP chúng ta thấy là cái áp lực nội sọ có thể nó dao động tương đối nhiều. Những trường hợp mà áp lực nội sọ tăng quá cao thì mất cái sự đàn hồi và phản hồi thì chúng ta thấy các P2 thậm chí nó còn cao hơn cả P1, tức là mức độ đàn hồi nó quá mạnh và áp lực nội sọ nó có thể tăng cao hơn cả sóng P1, sóng dội từ động mạch chủ. Đây là những một số cái phương pháp theo dõi ICP, và ICP có thể theo đổi theo cái dao động của hô hấp của bệnh nhân. Và đích đến của ICP của chúng ta điều trị ấy, kiểm soát áp lực nội sọ ra thường sẽ để mức mốc khoảng tầm trên 60 mét thủy ngân, thường là 60 đến 70 với mức độ tưới máu não, và ICP chúng ta được để dưới 20 mét thủy ngân, tức là đích ICP dưới 20 mét thủy ngân, và mức độ CPP tức là tưới máu não ấy, thường là áp lực huyết huyết áp trung bình trừ đi ICP thường là khoảng tầm 60 đến 70 mét thủy ngân. Chúng ta có những bậc thang điều trị ICP từng bước, từng step step 1.
Khởi đầu chúng ta có thể điều trị bằng những cái biện pháp dự phòng chung như là đặt ống quản thở máy này, rồi thì đầu cao 30 độ, kiểm soát sốt, kiểm soát đường máu, kiểm soát những cơn co giật. Đấy là những biện pháp phòng chung chung mà phần lớn những bệnh trầm cảm não sẽ áp dụng những phương pháp này. Đầu cao 30 độ, kiểm soát huyết áp tốt giống như cái phương pháp ở trên. Rồi thì sốt, điều trị sốt, kiểm soát đường máu giống 11. Đấy, trong khi những cái biện pháp điều trị ban đầu này không hiệu quả nữa, chúng ta sẽ phải đến cái bước 2 như là đặt dựng lỗ thất hoặc là phẫu thuật giải áp để giải tỏa khối máu tụ dẫn lưu nó hất ra ngoài để giảm bớt cái thể tích các cái vật thể trong não đi, để giảm cái áp lực nội sọ. Các biện pháp tăng áp thẩm thấu và những các biện pháp kinh điển, nhưng mà tuy nhiên thì cái mức độ giảm ICP ở tương đối yếu hoặc là mức độ trung bình, tăng thông khí cũng tương tự giống như vậy, và các liệu pháp tạo thân nhiệt và an thần cũng tương tự giống như vậy. Và cuối cùng là khi mà tất cả biện pháp ICP chúng nó thất bại thì nó sẽ phải quyết định mở sổ giảm áp. Thì đây là cái thang bậc thang điều trị ICP và đích điều trị ICP chúng ta đề ra. Chúng ta sẽ đi đến cái biện pháp đầu tiên, đó chính là chúng ta kiểm soát ICP bằng dẫn lưu hất cấp cứu, tức là ngoài những cái biện pháp ban đầu như là đầu cao 30 độ, kiểm soát sốt, rồi thì tối ưu huyết áp để tối ưu bằng CEP, tức là huyết áp trung bình trừ đi ICP đấy, bằng CEP đấy, tránh hạ oxy máu với mức SpO2 trên 94%, rồi tránh chuyện tăng CO2, thì tất cả biện pháp thất bại thì chúng ta sẽ bắt buộc phải áp dụng những biện pháp bậc thang cao hơn. Bậc thang thứ hai chúng ta sẽ đi đến cái đặt dẫn lưu thất cấp cứu. Chúng ta sẽ áp dụng trong trường hợp mà giãn thất cấp cứu đấy, nó chỉ định khi nào: một là trong trường hợp giãn thất cấp, thứ hai là bệnh nhân có suy giảm ý thức, và thứ ba là thường chúng ta áp dụng trong trường hợp mà tắc não hất 3, não hất 4 hoặc tắc cống Monro. Để cho cái phim ở đây chúng ta thấy chảy máu thủy nhộng của tiểu não, cái máu nó chảy chảy vào toàn bộ hất 4, cống Monro và não hất 3, gây tắc toàn bộ hất và não hất ở phía trên bắt đầu giãn ra đấy, gây bệnh nhân hôn mê rất là sâu. Và những bệnh nhân như này thì chỉ định khuyến cáo dẫn lưu thất để giảm cái áp lực nội sọ do não ung thủy và bằng chứng 1A dẫn lưu ra ngoài để giảm cái áp lực nội sọ đấy. Sau khi đạt áp giảm áp lực nội sọ thì não hất có thể nó sẽ xẹp hơn, tương đối nhiều, và ICP bệnh nhân sẽ giảm xuống. Hai nữa là cái kiểm soát sốt. Kiểm soát sốt thì rõ ràng là bệnh nhân chảy máu não thì nguy cơ sốt nó sẽ cao hơn những bệnh nhân mà bình thường rất là nhiều. Nguy cơ bệnh nhân chảy máu não có sốt sẽ cao hơn khoảng 4-5 bệnh nhân các nhóm bệnh nhân khác, và những bệnh nhân mà sốt thì nguy cơ tử vong nó cao hơn rất nhiều, cao hơn khoảng 3-4 lần so với nhận mà bình thường. Thì kiểm soát sốt thì chúng ta có nhiều biện pháp, như là chúng ta dùng thuốc hạ sốt như acetaminophen, ibuprofen thì thường không được khuyến cáo mạnh trong chảy máu não vì nó có nguy cơ mà kháng chiết tập thủy cầu. Các cái biện pháp vật lý như chườm ấm, chườm mát, hạ thân nhiệt ngoài cơ thể hoặc nội mạch sẽ được áp dụng đến nếu mà khi các biện pháp thuốc thất bại. Đấy, biện pháp thường với đột quỵ não, chảy máu não thì chúng tôi thường áp dụng cái biện pháp hạ nhiệt ngoài cơ thể là đủ. Vì cái đích huyết áp với bệnh nhân chảy máu não thì thường chúng ta sẽ duy trì mức quanh khoảng bình nhiệt quanh khoảng 36-37 độ C, tức là dưới 37,5 độ C là được rồi. Đấy. Thì thường chỉ áp dụng với cái áp với những cái pad dán ngoài cơ thể là đủ. Các cái biện pháp như chườm đá rồi thì truyền nước lạnh hay là nội mạch thì ít khi được dùng tới, hoặc là thở khí lạnh chẳng hạn thì ít khi được chúng tôi dùng. Thường là dùng những biện pháp thuốc chườm ấm, chườm mát và hạ nhiệt ngoài cơ thể mà thôi. Và mục tiêu là kiểm soát sốt dưới 37 độ 5 để hạn chế nguy cơ tử vong cho bệnh nhân. Các cái thở máy tăng thông khí thì trong trường hợp chảy máu nặng thì một cái cơ chế phức tạp liên quan đến tổn thương não do suy hấp cũng như là suy hấp do tổn thương não, hai cái cơ chế nó đan xéo lẫn nhau. Thì trong bệnh nhân mà chảy máu não cấp ấy, thì hiện tượng tăng catecholamine cũng như đáp ứng viêm hệ thống sẽ làm tăng cái tổn thương nội mô và rò rỉ nội mạch, gây ra cái hiện tượng phù phổi thần kinh. Và những cái trường hợp này gặp khoảng tầm 27-30% bệnh nhân ICS nặng, bệnh nhân chảy máu nặng. Và với những bệnh nhân như thế thì chúng ta thấy là bệnh nhân thở máy mà trên 80 ml trên cân nặng thì thường là tỷ lệ tử vong thường là sẽ có nguy cơ mà phù phổi cấp thần kinh nó sẽ cao hơn. Xin lỗi, bị chạy ngay slide rồi. Xin lỗi mọi người, chuẩn bị nhảy slide đây. Thì chúng ta thấy là với bệnh nhân mà tổn thương như thế thì nguy cơ tử vong nó sẽ cao hơn rất nhiều. Một là chúng ta sẽ thở máy tăng thông khí trên 80 ms trên cân nặng,
để làm tăng thông khí bệnh nhân, để giảm cái bớt CO2 xuống. Nhưng mà đồng thời ngược lại với cái thể VT lớn như thế trong chảy máu nặng thì lại nguy cơ mà gì tổn thương cái phế nang mao mạch và nguy cơ phù hồi kinh lại càng cao. Và khi mà giảm phù hồi kinh xảy ra thì cái hiện tượng giảm oxy, và cái hiện tượng giảm oxy này cũng là đồng thời làm cái tổn thương não nó tăng lên. Rồi thì chúng ta có phù hồi thần kinh, chúng ta thở VT thấp thì lại làm cho cái VT thấp đi và làm nguy cơ mà xẹp phế nang nó cao hơn và tăng CO2 nó cao hơn. Và từ những hậu quả thế tăng CO2 và giảm oxy lại là càng tăng tổn thương não tăng lên nữa và ICP lại càng tăng cao. Nên hai cái vòng chéo tương đối lòng hoàng với nhau. Thở máy tăng thông khí thì là nguy cơ phục hồi thần kinh cao hơn, và phục hồi thần kinh cao hơn thì lại làm giảm oxy và tổn thương não nó cao hơn nữa. Thế vậy vì thở máy tăng thông khí chúng ta chỉ áp dụng trường hợp nào? Một là mục tiêu chúng ta giảm CO2 để giảm có mạch máu não và giảm tưới máu não dẫn đến giảm ICP. Và chúng ta phải nhớ luôn nhớ là cái tác dụng này chỉ là tác dụng tương đối ngắn thôi, thoáng qua thôi, và chúng ta không để thở máy dự phòng để tăng không khí được, mà chỉ thở máy trong thời gian nó ngắn thôi. Và mục tiêu CO2 chúng ta đề ra là khoảng 30 đến 35 mmHg thủy ngân, và chỉ định khi mà ICP tăng cao thì chúng ta thở máy trong thời gian nó ngắn, trong lúc mà chờ các biện pháp khác tạm thời có tác dụng thì thường chúng ta sẽ tăng VT rất cao, thường là để mốc khoảng tầm 12 đến 15 mmHg. Đây là mmHg trên kg, xin lỗi anh chị, đây là 12 15 mmHg trên cân nặng lý tưởng đấy, để làm giảm cái CO2 của bệnh nhân. Và chú ý là cái biện pháp này chỉ là biện pháp tạm thời mà thôi, vì rõ ràng là khi mà thở thông khí cao thì sẽ làm nguy cơ mà cái tổn thương phế nang tăng lên và nguy cơ phù hồi thần kinh sẽ cao lên, và phù hồi thần kinh đã xảy ra thì nguy cơ tử vong cực kỳ cao do hậu quả của phù hồi thần kinh như giảm oxy và tăng CO2. Các nhóm thuốc an thần giúp giảm tiêu thụ oxy não, giảm kích thích chống máy thở. Những nhóm kinh điển chúng tôi hay dùng là barbiturate. Ngoài ra thì propofol như là pentobarbital cũng được khuyến cáo, nhưng mà tuy nhiên thì đến bằng chứng hiện tại bây giờ thì nó vẫn chưa là nhóm nhóm mà thuyết phục đấy. Chưa phải thuyết phục, thường chúng ta vẫn có những quan điểm chúng ta sẽ duy trì bệnh nhân chảy máu não nằm yên thường là 2 đến 3 ngày đấy, nhưng mà tuy nhiên là những cái an thần để giảm cái kích thích và cho bệnh nhân an thần giảm oxy máu thì oxy não thì sẽ đồng thời để chốt đến cái nguy cơ mà bệnh nhân sẽ nằm yên thở máy và nguy cơ xẹp phổi động đờm, tổn thương phổi do thở máy nó sẽ cao hơn. Chúng ta phải lưu ý chuyện đó. Nên là do vậy an thần thì hiện tại bây giờ chúng tôi rất ít dùng trong cái nhóm bệnh nhân chảy máu não mức độ nhẹ và trung bình. Những bệnh nhân chảy máu não lớn nặng hôn mê sâu thì chỉ dùng an thần trong trường hợp bệnh nhân mà kích thích rất nhiều thôi, chứ không dùng an thần một cách thường quy giống như là bệnh nhân sau mổ. Một cái biện pháp khác để kiểm soát ICP mà chúng ta rất hay dùng đó là cái kiểm soát về tăng áp lực thấu máu. Đây là cái biện pháp gần như là đầu tay mà hầu như là bác sĩ nào cũng đã từng dùng cái biện pháp tăng áp lực thấu máu ấy rồi, kể cả bệnh nhân mức độ nhẹ, trung bình hay là nặng thì chúng ta đều từng dùng những cái biện pháp tăng áp lực thấu máu này. Cái biện pháp tăng áp lực thấu máu chúng ta có mấy phương pháp. Một là chúng ta có thể dùng myoglobin, thường là myoglobin 20% liều 0,5 g trên cân nặng. Với cái myoglobin 20% thì áp lực thấu máu của cái dung dịch đấy nó cỡ khoảng tầm 1.100 mmol trên lít. Các cái huyết tương phương pháp thứ hai là chúng ta có thể dùng cái muối ưu trương 2% 3%, hoặc là muối rất ưu trương, muối rất đặc đậm đặc ấy, khoảng tầm 23,4%, hoặc là bicarbonate 8,4%. Thì trong những cái dung dịch này thì thường chúng ta vẫn 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 hai cái dung dịch mà thường gặp nhất thì vẫn là myoglobin và muối 3%. Trong đó thì chúng ta thường dùng nhất thì vẫn là và là mannitol. Còn muối 3% thì chúng ta sẽ phải chỉnh sửa, chúng phải theo dõi trong môi trường hồi sức, phải có thời gian nhiều hơn. Ở môi trường cấp cứu thì thường chúng ta vẫn khởi động đầu tiên bằng mannitol. Với những cái mannitol và muối 3% là hai cái dung dịch mà thường gặp nhất. Cái muối 23,4% rất đậm đặc và sodium carbonate 8,4% thì thực ra chúng ta rất ít khi sử dụng những hai cái nhóm này, vì nó quá đậm đặc, nó nguy cơ về viêm đường truyền và nó quá đậm đặc. Bicarbonate thì nó gây kiềm, thì thường hai cái nhóm thường gặp nhất vẫn là mannitol và muối 3%. Thì những cái nhóm này thì chúng ta có thể dùng đường ngoại biên hoặc là đường tai tai trung tĩnh mạch trung tâm tùy. Nhưng mà với đường ngoại biên chúng ta luôn nhớ là cái áp lực thấu máu của hai dịch này rất là cao, thường trên 1.000 thì nguy cơ nó viêm đường truyền, viêm ven là rất cao.
Do vậy thường chúng ta sẽ phải đặt một cái đường truyền khá lớn khoảng 18 đến 20, và chúng ta phải đánh giá lại cái đường truyền nó mỗi 2 giờ, vì nguy cơ mà chúng ta truyền thường là truyền nhanh ấy, thì nguy cơ mà viêm tĩnh mạch rất cao, và chúng ta phải đánh giá được cái viêm tĩnh mạch đấy, xem là cái dòng máu cái đường ven nó vào nó có ổn định nữa hay không. Khi mà chúng ta hút được máu ra thì có máu có bị có đẩy ngược ra nữa không, hay nó viêm mất đường truyền đấy rồi, thì đấy là hai cái điều rất lưu ý khi mà chúng ta dùng Manitol và muối 3%. Trong đó thì hai cái dung dịch này ấy, thì có những cái đích điều trị khác nhau để đạt được cái ICP thường là dưới 20. Đấy, mục tiêu là ICP phải dưới 20, và cái áp lực tí máu não, tức là huyết áp trung bình mà trừ đi ICP ấy, nó rơi có khoảng tầm 60 đến 70. Sau đó thì cái dung dịch Marathon nữa, dung dịch mà chúng ta thường gặp hơn, tại vì truyền nó nhanh, chúng ta không phải theo dõi sau cái quá trình truyền một cách thường quy giống như là muối 3%. Với đích là cái Osmon Gap thường dưới 20, nhưng mà tuy nhiên chúng ta cũng phải đối mặt với cái tình trạng có thể là cái huyết động có thể bệnh nhân sẽ bất ổn sau khi truyền Marathon do cái dung dịch quá ưu trương. Còn muối 3% thì thường nó sẽ an toàn hơn, có thể dùng muối 2% cũng được, nhưng mà thường nó sẽ khởi động bằng muối 3%. Tuy nhiên thì với cái muối 3% mà chúng ta phải theo dõi mỗi 4 đến 6 giờ, và đích đến của cái truyền muối này thường nó sẽ rơi khoảng tầm 145 đến 155, và cái đích áp lực thấu máu này thường là rơi khoảng tầm 300 đến 320, và chúng ta không nên để cái áp lực thấu máu tăng quá nhanh, quá 12 mech trong vòng 24 giờ đầu, nguy cơ mà có thể là mất muối, mất mất nước não nó quá cao quá nhanh. Thì đây là một số đích mà chúng ta vẫn vẫn hay dùng. Nhưng mà tuy nhiên á, hai cái dung dịch này chúng ta dùng khá là thường quy rồi. Nhưng mà chúng ta phải nhớ là gì? Cái dung dịch này chỉ duy trì trong vòng 72 giờ đầu thôi, Vì sau 72 giờ thì chúng ta chưa chứng minh được lợi ích. Mà sau 72 giờ thì cái vùng vùng 3, cái vùng xung quanh, vùng ngoài cùng của cái vùng chảy máu não á, nó phù nề, nó tổn thương hàng rào mạch máu não. Và chính mannitol và muối ưu trương sẽ ngấm vào cái vùng tổn thương đấy và sẽ làm cái vùng tổn thương đấy có thể rộng ra. Nên là sau 72 giờ chúng ta rất rất cân nhắc khi chỉ định mannitol hoặc là muối 3%. Đấy, chúng ta phải lưu ý cái chuyện về thời gian sử dụng. Sau khi và cái cách sử dụng đây là như thế nào? Một là chúng ta sẽ tính cái liều bolus. Đó, chúng ta xin nữa. Một là khi mà chúng ta truyền, chúng ta nhắc qua là cái sử dụng muối 3% thì khi mà chúng ta dùng thì chúng ta sẽ thường là sẽ bolus. Bolus khoảng tầm 200 ml muối 3%. Sau đó chúng ta định lượng và xét nghiệm lại máu mỗi 4 đến 6 giờ để đạt đích được khoảng tầm 151 đến 155. Nếu mà mốc trên 55 thì có thể chúng ta sẽ dừng truyền. Nếu mà mốc dưới 150 chúng ta tăng độ truyền lên có thể là gấp rưỡi gấp đôi, 30 đến 40 ml trên 1 giờ, và chúng ta định lượng lại mỗi 4 đến 6 giờ. Tuy nhiên thì truyền muối đẳng trương là chúng ta phải lưu ý là chúng ta sẽ phải đối mặt với câu chuyện tăng clo. Đấy, khi mà clo tăng quá 115 thì chúng ta sẽ phải dùng sodium acetate. Hiện tại bây giờ thì sodium acetate thì chúng tôi cũng chưa chưa tìm được cái sản phẩm này Bạch Mai để trung hòa cái khi trường hợp mà tăng tăng clo cái này. Khi mà dùng 13% này chúng ta phải hết sức lưu ý. Đấy, còn dễ nhất thì chúng ta vẫn có thể dùng dùng mannitol trong vòng 72 giờ đầu, mỗi 6 đến 8 giờ. Đấy. Và khi mà dùng cái dung dịch ưu trương như là mannitol hoặc là muối ưu trương, chúng ta phải luôn lưu ý là trường hợp mà có thể bệnh nhân phải tăng clo như là muối ưu trương, trường hợp bệnh nhân có hoại tử myelin cầu não do trường hợp mà thay đổi áp lực thấu máu nó quá cao quá nhanh, hiện tượng rebound khi mà chúng ta truyền mà tác dụng nó còn đảo ngược lại so với cả cái mình mong muốn, cái lượng truyền vào nó thấm vào cái vùng tổn thương vùng ngoài và làm cái vùng phù nề nó cao hơn, hiện tượng suy thận do thiếu dịch, mất dịch và rối loạn nước điện giải. Đây là những cái trường hợp chúng ta phải lưu ý. Chúng ta dùng ưu trương là một cách khá là rộng rãi phổ biến, chúng ta phải lưu ý những điều đó. Cuối cùng là khi mà trong trường hợp chúng ta dùng những biện pháp hồi sức chung như ở trên, chúng ta không kiểm soát được, chúng ta sẽ phải thảo luận về phẫu thuật. Một là có lấy máu khối máu tụ hay không. Và khối máu tụ đây chúng ta có những biện pháp như là phẫu thuật xâm lấn tối thiểu này, máu tụ nội soi hoặc là lấy máu tụ qua mổ mở, thì có nên phẫu thuật hay không. Và thứ hai là có mở sọ giảm áp hay không trong trường hợp mà chảy máu não lớn mà chúng ta kiểm soát ICP ở trên thất bại. Ở đây là hai cái vùng chảy máu não thùy vùng nhân xám, chúng ta thấy là hai cái vùng này máu tụ đổ rất là lớn rồi. Nhưng mà nếu máu tụ ở vùng thùy chúng ta có thể thấy là cái vùng này thì vùng chức năng nó sẽ thấp hơn cái vùng nhân xám. Nhưng mà ngược lại về khả năng phẫu thuật thì chúng ta có thể mổ ra, chúng ta có thể lấy máu tụ nó dễ dàng hơn.
Nhưng mà cái vùng này thì là vùng ít chức năng hơn, và vùng vùng này nó đè đẩy, vùng này xung quanh nó không nhiều bằng những vùng nhân xám. Cái vùng nhân xám chúng ta thấy là cái vùng máu tụ rất là to, nhưng mà nó phù nề xung quanh nó còn rộng hơn rất nhiều. Toàn bộ cái rãnh cuộn não phía thùy chán và thùy chẩm đã mất hết, cái vùng phù não xung quanh tương đối nhiều. Và khi máu tụ lấy cái vùng này ra thì rõ ràng là cái vùng nhân xám hay tổn thương rất là nặng nề và nguy cơ để lại di chứng bệnh nhân rất là cao. Như vậy thì với hai trường hợp này chúng ta có nên phẫu thuật hay không, phẫu thuật một cách thường quy hay không? Đấy thì chúng ta có nghiên cứu STIC 2, chúng ta thấy là với những bệnh nhân mà phẫu thuật máu tụ sớm trong 72 giờ đầu á, và những nghiên cứu này chúng ta lấy những nhóm bệnh nhân mà máu tụ thể tích khoảng là 10 đến 100 ml, tức là cái khoảng nó khá là rộng. Những cái thang điểm vận động thì thường 5 đến 6 điểm, tức là cái điểm Glasgow thường tương đối tốt, tức là nhóm vận động 5 đến 6 điểm rồi thì tổng điểm Glasgow nó sẽ rơi khoảng tầm 12 đến 15 điểm. Những bệnh nhân mà cái vùng này vùng sát vỏ giống như vùng vỏ ở trên và không có gì mọc não thì chúng ta thấy là cái mổ hay không mổ không mang lại giá trị gì cho bệnh nhân cả. Đấy thì cái giá trị mang lại gần như là không có, và cái kết cục outcome bệnh nhân này gần như là không khác biệt giữa hai nhóm. Thì chúng ta thấy là cái cục máu tụ sát rìa, sát vỏ này, mổ thì giá trị nó không hề cao, còn nhân xám này thì chắc chắn là mổ thì cái di chứng để lại nó sẽ vô cùng nặng nề rất nhiều so với vùng dưới vỏ như thế này. Thì nó có lợi điểm hay không, và thường nó sẽ mở tụ mổ mổ lấy cái máu tụ ở vùng sâu này khi nào, thì chúng ta sẽ đến mấy cái phương pháp để mổ như thế này. Một là phương pháp mổ mở, đấy là mở cái xương xương sọ ra và tiếp cận bằng thông qua nhu mô não, chúng ta tiếp cận cái cục máu tụ và chúng ta lấy cái máu tụ ấy ra. Đấy là cái phương pháp khá là truyền thống mà hiện tại bây giờ chúng ta vẫn đang làm. Chúng ta chỉ áp dụng trong trường hợp nào, một là khi máu tụ nó rất là lớn, nó đè đẩy đường giữa và gây bệnh nhân hôn mê, thì chúng ta mới chỉ định mở cái máu tụ này, lấy cái máu tụ ấy ra thôi. Thì đây cũng là một cái ca trường hợp chúng tôi đã làm, nên là máu tụ ở vùng nhân xám hay tương đối lớn, chúng ta thấy nó đè đẩy đường giữa khá nhiều rồi, đè đẩy đường giữa đây cỡ khoảng tầm hơn 1 cm. Thứ hai là cái vùng phù nề bán cầu cùng bên nó rất là lớn. Đấy, bán cầu cùng bên rất là lớn thì và điểm Glasgow bệnh nhân tụt thì khoảng tầm 10 mươi một điểm mà thôi, thì những trường hợp này chúng ta mới chỉ định mở sọ lấy máu tụ và chúng ta rạch ra, người ta hút được máu tụ ra thôi. Thì trong bài ngày hôm nay chúng tôi không muốn đề cập nó quá sâu về phẫu thuật vì nó là những cái chuyên khoa tương đối sâu và chuyên khoa tương đối đặc thù riêng, không phải là hồi sức làm, nên chúng ta sẽ không đề cập sâu quá đấy với chỉ định này. Thế vì chúng ta cũng làm lại gì với cái máu tụ sâu đè đẩy đánh giữa và tụt điểm, chúng ta sẽ cân nhắc mở sọ. Đây là cái phương pháp phẫu thuật mở và lấy máu tụ ra ngoài. Hai là cái phương pháp hiện tại ở Việt Nam chúng tôi cũng chưa thấy triển khai một cách thường quy, đó là cái mổ xâm lấn tối thiểu hoặc là mổ qua nội soi. Mổ xâm lấn tối thiểu chúng ta sẽ đặt một cái đường đầu dò, một cái đường cateter vào giữa khung máu tụ cho nó bơm tiêu sự huyết và chúng ta hút cái máu tụ ấy ra. Còn bơm nội soi chúng ta sẽ cắm cái ống nội soi vào giữa 1/3 khối và chúng ta sẽ hút cái máu tụ ấy ra ngoài qua cái đường nội soi. Nhưng mà cái phẫu thuật này cần yêu cầu cần phải có định vị hỗ trợ bằng máy thì chúng ta mới thể tiếp cận được máu tụ một cách chính xác được. Thì khuyến cáo nước ngoài có lẽ là sẽ ưu tiên với phẫu thuật xâm lấn tối thiểu trong hai nhóm này hơn. Còn mẫu thuật mổ mở thì nó tương đối là cũ rồi. Đấy, tương đối là cũ. Thế trong trường hợp mà bệnh nhân thảo luận phẫu thuật mở sọ giảm phẫu thuật lấy máu tụ với máu tụ mổ mở này chẳng hạn, hiện tại bây giờ chúng ta chỉ có mỗi phương pháp này thôi. Hai phương pháp nội soi thì hiện tại bây giờ chưa triển khai một cái đại trà, thì chúng ta sẽ cân nhắc cái chuyện mở sọ giảm áp, tức là chúng ta mở máu tụ nó quá lớn này đẩy này, chúng ta sẽ cắt nguyên cái xương sọ ra thôi để không máu tụ đẩy đẩy ra ngoài, sẽ cứu những vùng nhu mô não bị phù nề xung quanh này. Đấy, và mổ cửa sổ rất rộng gần như là toàn bộ cái bán cầu bên não cùng bên này thôi, và chúng ta chủ yếu đã áp dụng trong trường hợp bệnh nhân hôn mê tương đối sâu, thường là 7 đến 14 điểm. Nếu mà quá dưới 7 điểm thì cũng không ai khuyến cáo người ta mổ để mà sọ giảm áp nữa. Nếu không máu tụ tương đối lớn khoảng 30 đến 100 ml và khả năng là mổ lấy máu tụ ra câu chuyện nó khó, thì chúng ta có thể cân nhắc cái chuyện là mở sọ giảm áp, và cái bằng chứng của mở sọ giảm áp thì nó vẫn mang lại giá trị cho những nhóm bệnh nhân nặng mà không có khả năng mà phẫu thuật mà nó ít xâm lấn. Đấy, nhưng mà tuy nhiên thì cái chỉ định mở sọ giảm áp chúng ta phải thảo luận kỹ với cả bác sĩ ngoại khoa, chứ chưa chắc chúng ta cũng không phải là người mổ trực tiếp, chúng ta không thể quyết định cái chuyện đấy được. Chỉ định phẫu thuật ở vùng hố sau tiểu não thì nó rõ ràng hơn rất nhiều so với cái vùng chảy máu não ở vùng bán cầu não não phía trên. Những cái tổn thương như là bệnh nhân máu tụ trên 15 ml này, có tắc nghẽn não thất này, có chèn ép vào thân não, hoặc là có những trường hợp mà bệnh nhân suy giảm ý thức, thì rõ ràng cái chuyện là mổ lấy không máu tụ hoặc là dẫn lưu máu thất
kèm theo thì khuyến cáo mức độ 1A, đó là khi gai thì trước cái này rồi, cái không máu tụ phố sau thì cái mức độ khuyến cáo nó rõ ràng hơn rất nhiều so với cả những cái tổn thương mà vùng tuần hoàn trước, vì những cái bằng chứng ở vùng hố sau nó tương đối rõ, vì cái thể tích của khối máu tụ dưới lều, thể tích của vùng dưới lều rất là nhỏ, và chỉ cần cái máu tụ tương đối nhỏ khoảng tầm 15 mm thôi đã khiến cái chuyện mà bệnh nhân bị chèn ép và bệnh nhân có thể nặng lên, chèn ép vào thân não, chèn ép vào não thất bốn, làm cho bệnh nhân hôn mê sâu và tử vong. Nên là về chạy máu chỉ định phẫu thuật ở vùng tiểu não nó sẽ chỉ định rõ ràng rất nhiều so với các vùng khác. Các cái vị trí chảy máu còn lại đó là chảy máu não ở cái vùng não thất này thì guideline của AHA tương đối là rõ ràng với chỉ định mà khi mà bệnh nhân mà chảy máu não thất có ứ đọng não thất thì chúng ta sẽ đặt đựng ứ não thất và có thể cân nhắc tiêu sủy huyết cho não thất hay không, đấy là tùy từng trường hợp. Và với chảy máu não thất thì chúng ta có thể chấm thang điểm grab, thang điểm grab để tính cái mức độ máu thất này, với mỗi điểm là hất bên là 4 điểm, nó hất 3 2 điểm, nó hất 4 2 điểm, tổng là 12 điểm để tính cái mức độ máu thất này. Mức độ máu hất càng nhiều thì nguy cơ mà đã dẫn lưu mà tắc nữa lưu nó càng cao và nguy cơ chúng ta phải sử dụng tiêu sủy huyết não hất càng cao. Đấy là những khuyến cáo tương đối đặc biệt. Và cái chuyện mà phẫu thuật nội soi trong lấy máu tụ cho nó hất thì chúng tôi cũng khoa phẫu thuật kinh ngạch mai cũng đã làm được một vài ca, nhưng mà tuy nhiên thì hiện tại cũng mắc một số vấn đề nên chúng tôi chưa triển khai làm cách thường quy mà mới chỉ tạm dừng ở đặt dẫn lưu và tiêu sủy huyết não thất thôi. Đó là một cái đề tài nghiên cứu tương đối lớn của tiến sĩ Chính ở A9 Bạch Mai. Các cái điều trị kèm theo như là chống động kinh sẽ xuất hiện khoảng tầm 3-28% động kinh trong 24 giờ đầu này. Chúng ta có thể theo dõi cái tình trạng ý thức dao động hoặc là tổn thương đã không tương xứng với vùng tổn thương và lâm sàng của động kinh thì chúng ta có thể cân nhắc cái chỉ định chống động kinh cho bệnh nhân. Đây là những cái thứ 12. Và cái dự phòng cái cối tĩnh mạch chi dưới thì cũng không thay đổi nhiều so với cái guideline cũ. Chúng ta vẫn ưu tiên là dùng băng áp lực chi dưới ngắt quãng nếu bệnh nhân mà không có chống ổn định, tức là không có huyết khối chi dưới thì không có loét, không có những vùng tổn thương vùng chi thì chúng ta có thể ưu tiên đeo huyết khối, đeo băng áp lực chi dưới ngắt quãng. Còn trong trường hợp mà không thể đeo băng áp lực chi dưới ngắt quãng được, nếu không có thì có thể chúng ta sẽ sử dụng lumener, chúng ta có thể sử dụng cái heparin trong vấn đề thấp như là enoxaparin 40 đơn vị trên một ngày thì khá là an toàn sau 24-48 giờ, tức là sau cái cửa sổ của máu tụ tiến triển, nhiều nhất là trong 24 giờ đầu thì cái khả năng mà cái máu não tiến triển do lumenox nó sẽ thấp hơn nhiều và tính an toàn là cao, chúng ta vẫn chỉ định. Tuy nhiên thì với những chỉ định mà có huyết khối chi dưới mà cần điều trị thì chúng ta vẫn chưa thể đẩy cái liều heparin trong lượng bệnh thất này lên điều trị được, mà chúng ta sẽ cân nhắc đặt filter để lọc hoặc là lùi lại 1-2 tuần khi mà cái vùng chảy máu não nó ổn định hơn. Đấy, thì chúng ta sẽ cân nhắc đẩy lại cái liều chống đông, liều điều trị sau 1-2 tuần và chỉ an toàn với cái liều dự phòng mà thôi. Đến hết phần đầu tiên thì câu chuyện nó khá là dài phức tạp, nhiều ý khác nhau. Đấy, phần thứ hai chúng tôi muốn nhắc đến đó chính là chảy máu dưới nhện. Chúng ta đi nốt cái phần còn lại của bài ngày hôm nay, đó chính là cái chảy máu dưới nhện. Thì chúng ta thấy là cái tỷ lệ chảy máu dưới nhện nó không khác nhiều sau qua các cái thời kỳ, tại vì chảy máu dưới nhện thường nó có căn nguyên phình mạch não, nhưng con đột quỵ não thường liên quan đến dị dạng mạch não, mà cái tỷ lệ đột quỵ não chảy máu dưới nhện nó không khác nhau giữa các thời kỳ. Và đây là một cái nghiên cứu về dịch tễ học quần thể ở Trung Quốc, nhưng mà tuy nhiên chúng ta thấy là những cái sự tiến bộ của y học thì cái tỷ lệ tử vong từ năm 2000 do chảy máu dưới nhện nó giảm hơn rất nhiều so với cái giai đoạn trước năm 2000 bằng những cái thuốc, bằng những cái hiểu biết hiện tại chúng ta đã có cũng như là biện pháp can thiệp giải quyết phình mạch, thì cái tỷ lệ mà chảy máu dưới nhện điều trị được nó thấp hơn rất nhiều. Đây là một cái phim chảy máu não dưới nhện, chúng ta thấy là cái máu thì sẽ tập trung chủ yếu là cái vùng quanh cuống này, vùng trong cái màng dưới nhện này, đan xen giữa các cái rãnh cuộn não. Đây là cái trường hợp chảy máu não dưới nhện, chúng ta thấy cái vùng quanh cuống não khá giống với con gà chết hay là cái dấu hiệu chicken death ngày xưa có thể hay nói, là đây là thân con gà này, cánh con gà này, cánh con gà này, đây là đầu con gà và đây là hai cái chân của con gà. Đây là cái trường hợp chảy máu não dưới nhện nó tương đối nhiều, vùng chảy máu quanh cuống rất lớn. Thì với cái phim này là chảy máu não dưới nhện rất là nặng. Và vị trí chảy máu dưới nhện thì vẫn thường là tập trung quanh cái đa giác Willis, bể não và các xanh CVN. Và chảy máu não tái phát thì thường là trong khoảng 30% trong 72 giờ đầu. Và xử trí ở đây chúng ta sẽ tập trung vào sự quyết giải quyết túi phình bằng phẫu thuật hoặc can thiệp.
Và các nội khoa thì chúng ta sẽ giải quyết hậu quả của chảy máu dưới nhện, như là chảy máu có hắt mạch não hoặc giai đoạn thất, hoặc là hạn chế cái vỡ tinh cuối tuần bình thứ hai bằng một số cái hỗ trợ và chăm sóc nội khoa khác. Đúng. Ok. Đây là một cái phình, hình ảnh của phình mạch não. Chúng ta thấy một cái phình ở đây nó nằm ở vị trí cuối cảnh trong đầu M1, ở ngay chỗ gặp góc của dòng động mạch. Chúng ta thấy cái động mạch nó đẩy lên tương đối là mạnh ở vị trí ngã ba gấp khúc như thế này. Thì tại cái vị trí như thế này thì bắt đầu hình thành những cái tổn thương và hành động mạch ở vùng này nó yếu dần ra và nó hình thành cái túi phình như thế này. Nhưng mà tuy nhiên thì cái hình thành túi phình mạch não này thì thực ra cũng rất khó có cái nghiên cứu để theo dõi được là phình mạch xuất hiện khi nào. Nhưng mà theo quan điểm của nhiều người, nhiều tác giả thì có thể là cái phình mạch nó tiến triển rất là nhanh, tức là có thể tiến triển trong khoảng 5 đến 10 phút thôi, từ cái phình mạch không có lại xuất hiện một cái phình mạch ở đây rồi, khoảng 5 đến 10 phút sau khi có cái sự yếu về thành mạch tại cái vị trí, những cái vị trí mà dòng cuộn thường gặp hơn. Và vị trí trên hình ảnh này chúng ta thấy là cái phình mạch ở ngay cái vị trí của cảnh trong đi lên tại cái não giữa và não trước đây, tại cái vị trí này tạo cái phình mạch. Và phình mạch đấy khi mà áp lực nó quá cao, thành động mạch nó quá yếu và nó sẽ vỡ ra gây chảy máu dưới nhện. Và thường chúng ta sẽ gặp ở những cái vị trí gấp khúc, như là chảy máu ở vị trí thông trước và thông sau thì gặp nhiều nhất. Ngoài ra thì cái vị trí như là động mạch não giữa, động mạch cảnh trong, động mạch thân nền hay động mạch não trước thì cũng gặp, nhưng mà tỷ lệ nó ít hơn. Và phần lớn thì các phình động mạch người ta sẽ gặp như là hình đấm, hình túi giống như cái phình này. Còn 10% còn lại có thể có gặp những cái phình hình thoi hoặc hình blister, chúng ta sẽ trao đổi hình ảnh sau. Và chẩn đoán thì hầu hết những cái phình mạch não thì chúng ta chỉ cần CTA là đủ rồi, tức là một cái phim CT mạch máu não là đủ. Và một số trường hợp mà vẫn nghi ngờ cao thì chúng ta có thể chụp DSA mạch não. Với trường hợp chúng tôi thường gặp những cái phình blister và phình thoi thì nó rất là nghi ngờ trên CT. Đấy, mặc dù là CT chúng ta thấy là cái tỷ lệ độ nhạy với độ hiệu trên 95%, tức là 96-98% rồi, và độ chính xác là khoảng là 96%, thì vẫn còn 4% những phình rất là khó nhìn, hình ảnh nó có thể bị trùng lấp hoặc là cái phình nó rất là nhỏ. Đấy, thì chúng tôi có thể cân nhắc chụp DSA mạch não để tìm những cái phình nó dị dạng, nó khá đặc biệt như là phình blister hoặc phình thoi. Các cái dòng máu này cuộn này, vị trí này thì khi mà chụp DSA lên thì chúng ta thấy là cái lưu lượng máu này tại cái vị trí phình mạch này nó cuộn lên rất là cao, và cái dòng cuộn nó càng cao thì nguy cơ vỡ phình nó càng cao. Thế thì những cái trường hợp này thường chúng tôi sẽ đánh giá trong cái phình mạch não chưa vỡ, có thể cân nhắc chụp DSA đây để can thiệp, hoặc là những cái phình mạch não vỡ rồi thì sẽ chụp DSA đây để đánh giá dòng trước khi can thiệp, để đánh giá cái dòng cuộn trong cái phình mạch này nó có cao hay không. Đây cũng là một cái mà liên quan đến sinh lý bệnh nhiều hơn. Về xử lý túi phình mạch não, chúng tôi hiện tại có hai phương pháp là kẹp túi phình và can thiệp nội mạch. Trong đó thì kẹp túi phình hiện tại bây giờ vẫn đang dùng cái phương pháp mổ mở, tức là cắt cái cửa sổ xương và tiếp cận cắt bằng cứng mà tiếp cận với phình mạch não và dùng clip kẹp lại. Đấy, thì nhiều có cái nhiều clip khác nhau và nhiều kiểu kẹp khác nhau, thì cái này là chuyên khoa khá sâu về chẩn đoán phẫu và thần kinh, chúng tôi cũng không dám không nắc nhiều nữa, không nói sâu về vấn đề này vì nó khá là chuyên khoa sâu. Hiểu đơn giản là những phình mạch này chúng tôi có thể giải quyết bằng phẫu thuật kẹp clip, giải quyết cái phình mạch não cô lập nó lại. Và can thiệp mạch não thì chúng tôi có nút coi, đặt stent chuyển hướng hoặc là kết hợp giữa cả hai phương pháp. Đấy, chúng tôi luồn dụng cụ lên, thả coi vào đến khi đặt coi toàn bộ cái túi phình này. Đấy, và cổ túi phình cũng đầy hợp coi sát vùng cổ luôn thì cũng có thể dừng lại. Và những cái trường hợp phình đây là đặt coi gần như là 100%. Đấy, đặt coi. Và trong một số cái trường hợp phình nó quá lớn, cổ nó quá rộng, chúng tôi không thể đặt, và cái cổ này không thể giữ coi được, thì tôi có thể đặt một cái stent chuyển hướng dòng chảy ở ngay vùng sát đầu của cổ phình mạch. Và cái phương pháp mà chúng tôi cũng áp dụng trong một số trường hợp phình blister tôi cũng hiếm gặp, rất là hiếm gặp trên thế giới. Một số trường hợp đặc biệt đây, như cái phình blister vừa trao đổi, cái phình vọng nước rất là nhỏ mà cổ rộng như này thì chúng tôi không thể nào mà chúng tôi nút luồn coi vào đây được. Và thứ hai là kẹp thì nó rất là nhỏ này, không thể kẹp bằng phình blister được, thì chúng ta có thể là phẫu thuật bằng cách là chúng ta sẽ bọc phình blister. Là bác sĩ phẫu thuật thần kinh là rất là chuyên sâu về vấn đề này, và bác sĩ điện quang này có thể là đặt stent và kết hợp với nút coi, và khi mà cổ rộng này có stent ở ngoài sẽ chặn cái coi ở ngoài. Đây là một cái trường hợp blister, là những trường hợp mà tương đối khó, tương đối hiếm gặp, và
có lẽ là chúng tôi sẽ thu thập đủ bệnh nhân để đăng một số cái bài báo về những cây lâm sàng Bạch Mai đã từng làm để chia sẻ kinh nghiệm với các đồng nghiệp. Các cái chảy máu não dưới nhện mà không rõ phình mạch như là cái thể chảy máu não dưới quanh cuống đây, quanh cuống não đây, cái về chảy máu não, nhưng mà phần lớn chảy máu não này thì là lành tính, còn 90-95% là không có gì là mạch não, và thường là kết cục bệnh nhân sẽ rất tốt. Các cái phình mạch não ở vị trí ngã ba dòng cuộn rất lớn thì chúng ta có thể đặt web tại vị trí này để giải quyết cái phình mạch não. Đấy. Cũng tương tự giống như vậy, một số cái biện pháp giải quyết bằng bằng nối bắc cầu kẹp ướt túi phình, nối bắc cầu bắc qua cái phình mạch này nếu mà phình mạch nó quá khó. Trong đó thì cái câu chuyện kinh điển chúng tôi vẫn được rất nhiều quý đồng nghiệp hỏi, đó là khi nào thì chúng ta mổ và khi nào chúng ta đã can thiệp. Thì thực ra mà nói, dưới các cái guideline hiện hành bây giờ thì họ vẫn khuyến cáo là tùy vào nhiều yếu tố khác nhau. Đấy. Nhiều yếu tố khác nhau như là chi phí, như là bản chất túi phình, như là điều kiện hiện tại của các cơ quan, các cái đơn vị xem là sẵn sàng với phương pháp nào hơn. Thì chúng ta thấy là với cái phân tích rất là lớn ở đây, với rất nhiều nghiên cứu của can thiệp ở mạch, can thiệp và phẫu thuật đấy, chúng ta thấy là những cái trường hợp mà cải thiện kết cục mà sau phẫu sau 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 can thiệp tốt hơn thì thường sẽ là những nhóm bệnh nhân can thiệp mạch não. Về can thiệp mạch não thì hiểu nôm na là cái sau quá trình hậu phẫu nó sẽ tốt hơn đấy, và cái outcome bệnh nhân thường sẽ favor tốt hơn. Nhưng mà ngược lại thì cái phẫu thuật mạch máu não sẽ ưu thế hơn là gì? Một là cái nhóm bệnh nhân mà tái phát nó sẽ thấp hơn, vì kẹp có thể là kẹp giải quyết hoàn toàn cái phình mạch não, và cái nhóm bệnh nhân mà chảy máu não tái phát nó sẽ thấp hơn, nên là đạt cái tỷ lệ điều trị thành công hoàn toàn nó sẽ cao hơn. Nhưng mà tuy nhiên thì cái quá trình hậu phẫu của cái cục mổ mở đấy nó tương đối là phức tạp và nặng nề hơn so với một cái cuộc can thiệp nội mạch đơn giản, thì rõ ràng là can thiệp nó sẽ nhẹ nhàng hơn về mặt hậu phẫu, nhưng mà phẫu thuật nó sẽ triệt để hơn về mặt căn nguyên. Đấy cũng là lợi ích và ưu thế của từng phương pháp, thì không thể nói phương pháp mà tốt hơn phương pháp nào ra mà thế. Nên là vậy, việc quyết định can thiệp hay phẫu thuật ấy, hiện tại bây giờ chúng tôi vẫn cân nhắc từ vị trí này cho đến kích thước, hình thái túi phình, như là máu não thất có hay không, để chúng ta quyết định mổ hay là can thiệp. Chúng ta quyết định về mặt bệnh nhân như là chi phí, như là tuổi. Chúng ta quyết định dựa vào tình hình kỹ thuật hiện tại của cơ sở y tế, như là sẵn sàng can thiệp, sẵn sàng mổ hơn hay không, và cái lực lượng bác sĩ can thiệp và bác sĩ mổ để có sẵn sàng hay không. Đấy là cái việc chúng ta phải cân nhắc đến chúng ta trước khi quyết định, và cái điều này cũng đã được đưa vào guideline. Và một cái điều cuối cùng đó chính là gì? Chúng ta sẽ phải, thường là chúng ta phải chuyển đến các đơn vị cơ sở y tế mà có nhiều kinh nghiệm để giải quyết phình mạch não, thì nó sẽ an toàn cho bệnh nhân hơn. Vì chính bản thân chúng tôi cũng thấy là cái việc giải quyết này rất là khó trước khi đứng ra quyết định của bệnh nhân, nên nhiều khi là những bệnh nhân chúng tôi phải hội chẩn cả hai chuyên khoa, cả mổ cả can thiệp, để ba bác sĩ đột quỵ, phẫu thuật và can thiệp cùng thảo luận với nhau để đưa ra cái phương án tốt nhất cho bệnh nhân. Thì thực sự là cái câu chuyện mà đưa ra bệnh nhân nào mổ, bệnh nhân nào can thiệp nó tốt hơn thì khá là khó. Cái biến chứng đầu tiên, cái biến chứng mà quan trọng nhất, cái chảy máu dưới nhện sau khi chúng ta giải quyết được cái phình mạch não rồi ấy, thì chúng ta phải nói đến cái biến chứng co thắt mạch não. Co thắt mạch não là cái biến chứng mà quan trọng nhất, nguy hiểm nhất và dẫn đến tỷ lệ vong cao nhất cho bệnh nhân, thậm chí là lên đến 70% bệnh nhân tử vong liên quan đến co thắt mạch muộn, đấy, co thắt mạch não. Với những cái bệnh biến chứng mà chúng ta cũng nhìn thấy một vài cái biến chứng ở đây, biến chứng chảy máu não thì có thể là sẽ nguy cơ cao nhất trong vòng 48 giờ đầu, sau 48 giờ thì nguy cơ sẽ thấp dần đi. Biến chứng co thắt mạch này, biến chứng phù nề não vùng xung quanh này, và cái biến chứng mà vi huyết khối, biến chứng cái tổn thương co thắt mạch máu não, tổn thương vùng vỏ, đấy là những cái biến chứng liên quan đến co thắt mạch não. Nhiều vùng tổn thương khác nhau, từ mạch não cho đến cái vùng phù nề, cho đến vùng nhồi máu não, vùng vỏ. Thì những cái vùng như này chúng ta thấy là cái vùng đỉnh của tổn thương nó sẽ diễn ra thường vào ngày thứ 7 đến ngày thứ 9, là những ngày mà nặng nhất của co thắt mạch não, và phần lớn là bệnh nhân sẽ nặng lên ở những giai đoạn ngày thứ 7, ngày 9 liên quan đến phình mạch não. Còn những bệnh nhân mà tử vong trong giai đoạn đầu thì thường liên quan đến những cái biến chứng mà chảy máu não cấp tính, như là chảy máu não tái phát này, như là cái khối máu tụ nó, cái lượng máu chảy ra quá nhiều nó gây tăng áp nội sọ và bệnh nhân tử vong. Thế còn bệnh nhân qua được những ngày đầu tiên thì thường bệnh nhân sẽ tử vong do biến chứng co thắt mạch muộn này, tổn thương nhiều máu não rải rác hai bên,
liên quan đến vùng chảy, liên quan đến vùng chảy máu dưới nhện này, rồi thì chảy máu não hoặc là phù nề những cái vùng xung quanh quanh những cái máu tụ này, có hắt mạch muộn làm giảm tới máu não. Và điển hình thì vẫn là ngày thứ 7 đến ngày thứ 8, và còn trong cái hình ảnh đây là ngày thứ 7, ngày thứ 9, quanh khoảng đấy. Và cái nguy cơ hắt mạch não chúng ta có thể đánh, chúng tôi thường đánh giá bằng những cái thang điểm Fisher. Thang điểm Fisher là thường đánh giá bằng có hắt mạch não. Thang điểm Fisher thì kinh điển sẽ đánh giá bằng 4 mức độ. Mức độ đầu tiên là có thể là chả thấy máu dưới nhện gì cả, có thể là chẩn đoán dựa bằng trọng kỳ áo tủy, không thấy máu trên hình ảnh học. Mức độ thứ hai này có thể máu rất ít, chỉ khoảng tầm 1 mm chiều dày thôi. Mức độ thứ ba là mức độ chiều dày nó lớn hơn 1 mm, nguy cơ hắt mạch não có thể lên đến 96%. Đấy, tùy từng nghiên cứu, cái con số này nó dao động khá là nhiều. Và chảy máu dưới nhện Fisher 4 thì nguy cơ hắt mạch muộn, có hắt mạch ngoại muộn có khoảng tầm 0 đến 35%. Đấy, chúng ta thấy là cái thang điểm Fisher mức độ 3 với mức độ 4, thì mức độ 3 nguy cơ hắt mạch muộn nó còn cao hơn cả Fisher 4, nên do vậy chúng ta có cái thang điểm Fisher sửa đổi này kia làm cũng làm 4 độ, dựa theo vào cái vị trí của chảy máu, mức độ dày của chảy máu và có chảy máu thất hay không thì điểm Fisher sửa đổi cộng của cái 4 điểm này vào và tính thang điểm để ước lượng nguy cơ mà chảy máu có hắt mạch muộn có hay không. Đấy, đây là hai thang điểm Fisher và Fisher sửa đổi. Còn mức độ nặng của bệnh nhân thì chúng ta vẫn đánh giá kinh điển bằng thang điểm Hunt-Hess 1, 2, 3, 4, 5. Trong đó thì với mức độ Hunt-Hess 1, 2, triệu chứng bệnh nhân có thể là đau đầu, nôn, nhưng mà chưa có thần kinh khu trú. Nhưng mà khi bệnh nhân mà mức độ Hunt-Hess 3 trở lên thì bắt đầu bệnh nhân có thần kinh khu trú và hôn mê rồi. Và mức độ mà tử vong Hunt-Hess 4, Hunt-Hess 5 nguy cơ tử vong khoảng tầm 80-90%, rất là cao và nặng nề. Nhưng tuy vậy thì Hunt-Hess cũng chỉ là một cái thang điểm để mình tham khảo thôi, chứ còn chảy máu dưới nhện thì nhiều khi chúng tôi cũng thấy thật sự là khó với những trường hợp mà tiên lượng. Có những bệnh nhân mà gas hôn mê rất là sâu, ăn hết năm nhưng mà nhiều khi lại sống sót một cách kỳ diệu vì cái tổn thương nhu mô não hai bên là không có. Và mình đánh giá cho bạn quá sớm, nên do vậy thì ăn hết cũng là những thang điểm mà nó tham khảo để đánh giá cái tiên lượng mức độ tử vong của bệnh nhân. Ngoài ra thì qua phân tích của người đa biến chúng thấy là ngoài cái thang điểm Fisher sửa đổi ra thì cái tuổi mà dưới 50, tức là tuổi trẻ và đường máu cao, thì cái nguy cơ hắt mạch não nó sẽ lại còn cao hơn so với nhóm bình thường. Đấy là những điều chúng ta cũng lưu ý đến. Có hắt mạch não thì chúng ta điều trị kinh điển thì vẫn là nimodipine 60 mg mỗi 4 giờ cho đến 21 ngày. Đấy, kéo dài 21 ngày đầu. Và kinh điển nó vẫn là nimodipine đường uống, đường uống đường miệng hoặc qua sông ấy, và có thể nghiền qua sông. Còn nimodipine đường bơm điện 1 mg mỗi giờ thì khuyến cáo nó chưa mạnh bằng nimodipine đường uống, và cái giá trị của nimodipine đường tĩnh mạch thì đánh giá là gần tương đương với đường uống, và thường chúng tôi vẫn dùng đường uống thì nó sẽ nhẹ nhàng bệnh nhân hơn, nhẹ nhàng về việc thực hiện y lệnh cũng như là việc chăm sóc bệnh nhân. Ngoài ra thì những cái kiến thức hồi sức kinh điển như là 3H, như là làm sao để tăng cái thể tích tuần hoàn bệnh nhân lên này, làm sao để tăng huyết áp để tránh giảm cái CVV, giảm tới máu não, tăng huyết áp trung bình và trừ ICP đi, nó phải đạt từ 60-70, cũng như là tránh cái chuyện mà giảm huyết động bệnh nhân thì sẽ làm giảm nguy cơ bệnh não, hemodilution. Yeah. Biến chứng quan trọng thứ hai là giãn não thất sẽ gặp khoảng tầm 30% do tắc nghẽn não thất 3-4, như trường hợp này chúng ta tắc nghẽn não thất 3-4 ở đây. Đấy, máu tụ chảy xuống não thất 3 và 4 rất nhiều và gây tắc não thất, hoặc là trường hợp mà rối loạn hấp thu và tiết dịch não tủy sẽ gây trường hợp mà giãn não thất như hình ảnh này. Và chẩn đoán chúng ta có thể bằng hình ảnh, chúng ta nhìn thấy là cái sừng trước và sừng sau não thất, sừng sau não thất kéo dài tít về sau đây, và sừng trước kéo ra tại phía trước đây, lớn hơn, kéo dài ra phía trước rất nhiều. Hoặc là chúng ta có thể dùng cái công thức Ivan hoặc công thức BCE để chúng ta tính chiều dài của não thất, độ rộng của não thất và độ rộng của não để chẩn đoán cái não thất này. Và khi cái não thất này chúng ta sẽ cân nhắc mà đặt dẫn não thất để giảm áp lực nội sọ của bệnh nhân. Dẫn não thất nội sọ đây. Đấy. Và những trường mà chảy máu não thất mà có não thất thì thường chúng ta vẫn hay gặp cái phình động mạch thông trước hoặc là bệnh não trước, não giữa. Thông trước hoặc là não giữa thì thường gặp nhiều hơn. Và
Khi mà giảm áp thấp thì chúng ta có thể cân nhắc dùng myotone hoặc acetazolamide để phối hợp điều trị để tránh giảm áp thấp cho bệnh nhân giai đoạn cấp hoặc giai đoạn mạn sau này. Các cái điều trị hỗ trợ khác như là điều trị hạ natri máu thì chúng ta gặp CAS khoảng 30%, cái này vẫn giống như hồi sức kinh điển thôi, chúng ta bù natri bệnh nhân, giảm đau, chống co giật là những cái biện pháp mà dự phòng vỡ thì hai. Tại vì rõ ràng khi bệnh nhân mà đau, bệnh nhân kích thích, bệnh nhân co giật, huyết áp tăng lên và cái huyết động bệnh nhân bất ổn thì bệnh nhân nguy cơ vỡ phình mạch thì hai nó sẽ cao hơn, đây là điều chắc chắn. Ngoài ra để những kiểm soát sốt, ICP, phục hồi cấp hay suy tim vẫn được áp dụng thường quy giống như chảy máu não trong nhu mô khác. Thì tổng kết lại thì chúng ta có mấy cái điều lại như thế này. Một là chảy máu não thì chúng ta cần phải tìm căn nguyên mạch máu lớn, mạch máu nhỏ qua cái hình học của CT mạch máu não, MRI mạch máu não hoặc MRI để tìm căn nguyên, chúng ta giải quyết được căn nguyên hoặc là dự phòng căn nguyên đó. Trong trường hợp mà chảy máu não nguyên phát thì chúng ta cần phải đánh giá nguy cơ chảy máu nó tiến triển bằng cái dấu hiệu trên CT không thuốc hoặc CT có thuốc. Cái mức độ huyết áp trong guideline mới của hội đột quỵ Hoa Kỳ thì huyết áp tâm thu nên giảm một cách êm dịu từ từ, đích thì quanh đấy khoảng 140 mét thủy ngân và thường cái con số đưa ra là khoảng 130 đến 150 mét thủy ngân. Đây là cái con số nó khá là cụ thể để cho các bác sĩ có thể áp dụng được. Các cái kiểm soát ICP theo bậc thang điều trị như là các biện pháp điều trị chung này, kiểm soát sốt, đặt dưới đường hô hấp, thở máy tăng thông khí hay là phẫu thuật sọ não là chúng ta sẽ phải cân nhắc. Các điều chỉnh rối loạn đông máu mắc phải cũng khá là kinh điển, trong đó chúng ta phải đặc biệt chú ý nếu bệnh nhân dùng NOAC thì phải chuyển đến cái đơn vị mà bệnh nhân có những cái thuốc mà kháng NOAC sẵn sàng ở trong các đơn vị đó. Chứ vì bệnh viện lớn như là Bạch Mai 108 có những cái đơn vị mà có kháng dabigatran chẳng hạn, hoặc là có những huyết tương hoặc là bromin cô đặc để chuyển cho bệnh nhân thì chúng ta nên chuyển cho bệnh nhân đi. Thảo luận vỡ và sọ não thì khi có giãn não thất cấp có hiệu ứng khối dẫn đến thì chúng ta sẽ cân nhắc dẫn đưa máu thất lấy không máu tụ và máu sọ giảm áp. Những cái chảy máu dưới nhện cần giải quyết căn nguyên phình mạch não thì bằng phẫu thuật hoặc can thiệp mạch não. Các cái biến chứng đặc biệt nguy hiểm của chảy máu dưới nhện như là có hắt mạch não, giãn não thất cấp là những biến chứng quan trọng chúng ta cần giải quyết trong quá trình theo dõi. Ngoài ra những cái biện pháp điều trị chung của chảy máu dưới nhện như là kiểm soát ICP rồi thì chống co giật, đường huyết, sốt thì vẫn được điều trị giống như các chảy máu não đơn thuần. Em xin cảm ơn quý vị đồng nghiệp đã nghe và xin anh chị đặt những câu hỏi để tiếp tục thảo luận vì cái bài nó tương đối là dài và lan man. Mời các quý vị đồng nghiệp đã thêm đặt những câu hỏi để mình thảo luận thêm về chảy máu não cấp ạ. Thì bài thì tương đối là tổng quát nên là cái chiều sâu về mỗi phần nhỏ thì nó không thể đạt được, nên là mời quý vị muốn trao đổi thêm cái vấn đề nào thì xin đặt cái câu hỏi phần chat ạ.
Vâng, câu hỏi bác sĩ Nga có hỏi là nói lại các dấu hiệu tiên lượng chảy máu não tiến triển. Ông xin phép nói lại cái phần này. Vì cái dấu hiệu này nó khá là quan trọng với việc theo dõi tại bệnh phòng, có thái độ xử trí bệnh nhân mà cũng như là chuyển bệnh nhân đi thì có cái giải thích cho người nhà vì nguy cơ nặng lên nó sẽ dễ hơn. Đây là một số cái dấu hiệu mà nguy cơ chảy máu tiến triển. Đầu tiên là cái dấu hiệu spot sign. Thì một đó là khi mà anh chị chụp CT sọ não thường, chúng ta sẽ thấy cấu máu tụ như thế này, gần như là không có cái dấu hiệu gì đặc biệt trong cấu máu tụ này cả, thế spot sign nhé. Nhưng mà khi tiêm thuốc lên thì chúng ta sẽ thấy một cái dấu hiệu, có một cái điểm sáng ở đây, mà cái điểm sáng này thường kích thước nó khoảng là 1 đến 2 mm trở lên, và cái đậm độ của nó thường là trên 120 hot spill hoặc là tăng gấp 2 lần so với cả cái máu tụ xung quanh. Đấy là cái tối thiểu. Tính em bật cái. Đây thì anh chị nhìn thấy đây là dấu hiệu spot sign. Nếu mà trên CT thường chúng ta sẽ thấy được cấu máu tụ đây và không có cái điểm sáng nào hết. Cấu máu tụ khá là đồng đồng về về mặt tỷ trọng, có thể là những cái vùng tăng giảm khác nhau một chút nhưng mà khá là đồng đều. Nhưng mà khi mà chúng ta tiêm thuốc lên, chúng ta thấy là một cái điểm sáng trên phim CT có tiêm thuốc đây, chúng ta thấy một cái điểm sáng ở đây. Thấy một cái điểm sáng ở đây. Tiêm VCD có thêm thuốc, so với VCD thường thì không có cái điểm sáng này. Và cái điểm sáng này thì kích thước là tối thiểu là khoảng 1 đến 2 mét trở lên. Và cái đậm độ nó ít nhất phải gấp 2 lần so với màu máu tụ xung quanh. Và nó không tương xứng trên CT, không liên tục có mạch máu. Thì đây là dấu hiệu spot sign, cũng tương tự giống cái phim ở dưới như thế. Trên CT có thêm thuốc, có thấy là một cái điểm sáng ở đây. Thì một cái điểm sáng ở đây. Trên CT thường chúng ta không có, và đây là dấu hiệu spot sign của phim dưới. Tuy nhiên là đây là dấu hiệu spot sign. Tuy nhiên thì chúng ta cũng phải lưu ý rằng spot sign thì nó sẽ có thể bị nhầm với một số trường hợp. Như là đây là một cái trường hợp vôi hóa của trong u. Cơ si thường đã có một cái đám điểm sáng tăng cản quang rồi. Còn trên CT có tiêm thuốc thì nó cũng là tăng điểm sáng tương tự như vậy. Hai cái điểm này tương ứng với nhau thì đây không gọi là dấu hiệu spot sign. Vì spot sign nó là cái dấu hiệu lắng đọng thuốc lại sau khi mà tiêm thuốc cản quang. Còn chưa tiêm thuốc cản quang thì nó phải không có. Hai là cái dấu hiệu mạch máu não, thì hai là cái dấu hiệu spot sign cũng có thể dễ bị nhầm lẫn trong trường hợp mà mạch máu não. Thì đây là một cái dấu hiệu chúng ta có thể lấy là sẽ tăng trên phim tiêm thuốc mà CT thường cũng không có, nhưng mà ngược lại trên dựng hình mạch ấy, chúng ta sẽ thấy là cái phim phim đây nó cái vụ điểm sáng này nó sẽ tương ứng, nó liên tục với cả mạch máu não đấy, tương ứng với vùng này đây, và khi chụp đây nó sẽ là một cái điểm phình mạch não chứ không phải là spot sign nữa, là cái điểm này nó không phải liên tục với mạch máu. Thế vậy thì chúng ta sẽ thấy là gì? Một là những cái điểm sáng tăng sáng trên phim CT có tiêm thuốc. Điểm tăng sáng trên CT có tiêm thuốc mà không tương xứng với CT thường. Và cái vùng này nó phải là gì ạ? Không liên tục với mạch máu. Đấy là dấu hiệu spot sign, và dấu hiệu này dấu hiệu nguy cơ chảy máu tiến triển rất là cao. Và anh chị cũng phải nhớ là cái thang điểm spot sign với cái số lượng spot sign càng nhiều, tức là dấu hiệu tăng sáng nó càng nhiều thì nguy cơ chảy máu nó càng cao. Nếu mà trên 3 điểm thì cái điểm spot size là 2 điểm. Nếu kích thước spot size càng lớn trên 5 mm thì cái điểm spot size là 2 điểm, và cái đậm độ lắng đọng đốt cận quang nó càng nhiều thì điểm spot size càng cao, và tổng điểm của nó sẽ là từ 0 đến 4 để tính tiên lượng cái mức độ chảy máu não tiến triển. Đấy là CT có thêm thuốc. Thế ngoài ra CT không có thuốc thì chúng ta sẽ có bốn cái dấu hiệu khác, như là dấu hiệu pha trộn máu, là dấu hiệu Brand size, dấu hiệu hố trống âm, black hole, dấu hiệu hình thái bất thường là irregular shape. Nhìn thấy bất thường vùng rìa này, chúng ta thấy là bờ nó nham nhở không đều này. Và dấu hiệu vệ tinh, ngoài khối máu tụ lớn ra là còn có một cái khối máu tụ nhỏ nhỏ bên cạnh này, và xu hướng là hai khối máu tụ gộp lại với nhau. Thế thì chúng ta có sẽ có 5 cái dấu hiệu nguy cơ chảy máu tiến triển. Một là spot sign trên CT có thêm thuốc, và bốn cái dấu hiệu là dấu hiệu pha trộn máu này. Đấy, pha trộn máu này, dấu hiệu chống âm này, dấu hiệu hình thái bất thường của bờ máu tụ này,
và khí hậu vệ tinh là trên si thường là có thể tiên lượng những nguy cơ chảy máu não tiến triển. Trên CT thường và CT có tiêm thuốc. Câu hỏi thứ hai đến từ bác sĩ Thanh Sơn. Bác sĩ Trần Thanh Sơn là khi hỏi bệnh nhân chảy máu não có van tim nhân tạo thì khi nào dùng lại chống đông? Thì cái câu hỏi này câu hỏi khá là hay và đau đầu với tất cả các bác sĩ hồi sức, bác sĩ vì tim mạch là câu hỏi là muôn thuở về cái vấn đề này rồi. Thì với guideline gốc của AHA của Hoa Kỳ đấy thì chúng ta vẫn khởi động lại dùng chống đông sau 2 đến 4 tuần, thường là sau khoảng 4 tuần thì chúng ta mới có quyền mà khởi động lại chống đông. Và trong guideline của châu Âu thì có thể chúng ta sẽ khởi động lại sau 2 tuần nếu mà cái chảy máu não nó khá là ổn định về mặt hình thái máu tụ tiêu khá tốt thì có thể khởi động lại sớm hơn. Nhưng mà thường là mức độ an toàn thì có thể chúng ta sẽ khởi động lại mức độ sau 2 tuần đến 4 tuần. Mặc dù chúng ta biết là gì, một cái van tim nhân tạo chúng ta không dùng chống đông trong quãng trình từ 2 tuần đến 4 tuần đó thì rõ ràng là nguy cơ mà kẹt van, đông máu nó bình thường nó máu huyết khối nó bắn vào van và kẹt van rất cao. Nhưng mà bắt buộc chúng ta cũng phải chấp nhận thôi, vì nếu mà cái máu tụ tiến triển thì chắc chắn mình sẽ chết. Còn cái nguy cơ kẹt van nó là cái xác suất, và chắc chắn là chúng ta sẽ chọn cái con đường an toàn hơn, nó chúng ta sẽ dừng chống đông 2 đến 4 tuần là do sau đó chúng ta mới khởi động lại dùng chống đông. Và van tim nhân tạo thì bắt buộc chúng ta sẽ phải sử dụng lại kháng vitamin K rồi. Và vẫn theo guideline của châu Mỹ thôi ạ. Cảm ơn câu hỏi đến từ bác sĩ Sơn. Và xin cảm ơn cái câu hỏi rất là lâm sàng của bác sĩ Phương đến từ chuyên khoa nội tiết. Một bệnh nhân nam 67 tuổi tăng huyết áp để bỏ điều trị. Huyết áp và trước khi bỏ điều trị thường là mốc huyết tâm thu khoảng 160. Khi ở vào viện bệnh nhân đau đầu, nôn, chóng mặt, huyết áp lúc vào viện rất là cao, khoảng tầm 220 trên 105. Đau đầu thì khoảng 1 tiếng sau. Thì đột ngột hôn mê. Suy hấp là đúng nội quản thì kiểm soát huyết áp như thế nào cho an toàn? Thì với những bệnh nhân như thế này thì chúng ta cũng phải hỏi lại cái mốc thời gian xem là từ lúc chúng ta tiếp đón bệnh nhân đến lúc khởi phát là bao nhiêu lâu. Nếu mà trong cái bài chúng ta đã trình bày đây, nếu mà kiểm soát huyết áp mà bệnh nhân đến giai đoạn rất sớm trong vòng 2 giờ đầu á. Đây, nếu bệnh nhân vào trong giai đoạn rất sớm trong vòng 2 giờ đầu thì có thể chúng ta sẽ đẩy huyết áp xuống mốc đạt đích luôn. Ví dụ trong hai nghiên cứu này. Đấy, trong vòng 2 giờ đầu, tức là từ khi onset, tức là từ khi bắt đầu khởi phát cho đến khi chúng ta cấp cứu bệnh nhân, trong vòng 2 giờ đầu thì có thể cho chúng phép chúng ta hạ huyết áp rất là nhanh. Theo cái trending của hai cái nghiên cứu này, thường là theo nghiên cứu của Interact 2, tức là chúng ta đẩy rất nhanh từ mốc 220 trên 105 xuống đến mức huyết áp tâm thu là 140 miễn thủy ngân trong vòng 1 giờ đầu tiên, nếu mà bệnh nhân đến giai đoạn rất sớm, tức là hyper acute, tức là giai đoạn tối cấp trong vòng 2 giờ đầu thôi. Nhưng mà ngược lại, nếu bệnh nhân mà xong 2 giờ đầu để mà an toàn thì theo chúng tôi thì vẫn nên hạ huyết áp trong giờ đầu, nó không nên quá 60 mét thủy ngân, tức là 220 mét thủy ngân trong giờ đầu chúng ta chỉ nên hạ xuống dưới từ 160 trở lên mà thôi. Đấy, khoảng tầm 170-180 mét thủy ngân thôi để cho nó an toàn. Vì khi mà hạ huyết áp nhanh quá nó sẽ dẫn đến cái nguy cơ mà suy thận, nguy cơ biến chứng nặng khác của bệnh nhân, và hiệu quả gần như nó không có mấy. Thì với bệnh nhân như này, với thời gian nó quá 2 giờ thì chúng ta sẽ hạ xuống mốc quanh khoảng tầm 170-180, và sau đó trong những giờ tiếp theo chúng ta sẽ có thể hạ huyết áp dần dần xuống dưới những mốc đích tiếp theo. Đấy, xong giờ thứ hai chúng ta có thể hạ xuống 160-170, rồi giờ thứ ba chúng ta có thể hạ xuống tầm mốc 140-150, và cuối cùng mới đạt đích huyết áp giống như các nghiên cứu là khoảng tầm 140. Đấy, thì có thể hạ huyết áp từ từ. Còn ngược lại, trong trường hợp bệnh nhân vào giai đoạn rất sớm bị cái vào lụa luôn,
thì có thể chúng ta sẽ hạ huyết áp ngay lập tức xuống mốc 140 mỹ thủy ngân trong vòng 1 giờ đầu tiên luôn bằng các cái thuốc hạ áp đường tĩnh mạch. Xin cảm ơn bác sĩ Phương. Xin hỏi anh chị còn câu hỏi nữa không ạ? Nếu anh còn câu hỏi thì anh chị cứ đặt câu hỏi ở phần chat ạ. Nếu mà trong vòng 5 phút nữa mà không câu hỏi thì xin phép chúng ta sẽ kết thúc bài học ở đây và chúng ta sẽ tổng hợp những câu hỏi và sẽ trả lời lại cho anh chị sau.